Đó. Về nhà mình coi thoải mái hơn nhiều. Đó, nó có nó vô rồi tha hồ mình coi luôn. Trắng hồng vậy là nó hồng hồng nói như người, ok, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ David đang ở trong tiệm Diamond Nail Supply. Đây là cái địa chỉ của tiệm ha. Mấy bạn nào mà đã gần ở gần đây hay những bạn nào mà đã cần có thắc mắc gì đó mà đây có số điện thoại trong này luôn thì mấy bạn có thể liên lạc và có những câu hỏi gì các bạn có thể hỏi trong cái số điện thoại là 770-447-6888. Ba cái số đằng sau đẹp quá trời luôn. Rồi thì David hiện tại David đang ở đây sửa soạn làm live về cái bột nhúng và bột đắp, và có nhiều khách hàng đang hỏi về cái cách làm ombre ra làm sao. Thì bây giờ trước khi bắt đầu, David sẽ dùng David sẽ dùng cái đầu dũa này để David phá đi đường cong cho những cái đường cuticle, cho những bạn nào mà tay nghề mà không có được còn yếu tay nghề đó, sợ bị đứt tay khách đó, thì mấy bạn cần nên mua một cái cục đầu bit này. Để mình chạy đi đâu mình để mình chạy chung quanh cái ấy thôi, mình sẽ chạy chung quanh cái cuticle thôi đó. Đó thì, thì sau khi mình chạy sơ cái đường cong đó rồi thì bây giờ mấy bạn trở lại, mấy bạn sẽ chạy cái hello Hana em, hello Bảo Châu, hello Nina, hello Joe Saint. Em hỏi có màu hồng làm ombre cái nào là tiện? OM8B, OM15B, OM4B. OM8B, OM15B và OM4B. Ghi cho chị em. Ghi cho chị tờ giấy mai chị. Rồi làm chung với lại American hay là white? OA8B hả anh? OM8B, OM15B và OM4B. Ba màu đó là ba màu nude. Để cho mình làm ombre. À ha. Rồi nhớ lấy American và nhớ lấy màu white. OM nha, phải nhớ lấy là OM nha, đừng lấy không O 4B không là không đúng. OM8B. OM4B, OM15B. 8 4 15. Nhưng mà nhớ là phải có OM nha. 15 hả? Ừ, không có OM, không có OM là không có ra đâu á. Không có ra đâu đó. Right. Phải OM mới ra đó. Dạ đúng rồi đó, dạ là ôm em vậy nó mới ra đó. Màu American là cái màu nó hơi lệch lệch đó. 4, rồi. 4, 8, 15. Ba màu đó là ra em đây. Hola Pura. Hello Bảo Châu. Anh Neo. Minh Nguyễn. Anh ơi không thấy được chị che tay hết rồi. Ok. Như vậy thấy được chứ em? Chỉnh camera lại đi chú. Vừa cái gì mà chú với cháu trong này. Chú đột block á. 4, 12, 13, 4, 15 hả? Rồi. Bây giờ là như vậy, mình sẽ dùng những cái tay nào mình làm bột nhúng á, là mình sẽ đắp thiếp, còn những tay nào mình không làm bột nhúng đó thì mình sẽ đắp bằng form để cho mình phân biệt được cái cách làm form và cách làm thiếp, hai cái nó làm nó ra như thế nào ha. Thì mời mấy bạn đã theo dõi, thường mình gắn thiếp mấy bạn nên nhớ mình nhìn từ cái cục đây này. Các bạn nhìn xuống tới đây và bạn nhìn ra tới đây. Thì gắn thiếp nó phải đều như vậy đó. Nó đều, nó có ba góc. Như vậy bộ móng thiếp của mình ra nó sẽ đều. Ba ngón này á khi mình làm thợ nail đó, nhiều người không hiểu rõ lắm, làm bộ nghiêm mà bộ 20 năm trời, 30 năm trời mà 30 năm đó toàn là làm sai không à, làm không làm đúng. Tại không ai chỉ hết á, không ai dạy hết á, thì đâm ra lúc nào mình làm trong tiệm mà nhiều khi mình cũng nghĩ là mình là đúng. Mình là vua rồi thì đâm ra mình không cần học hỏi ai hết. Nhưng mà nhiều khi mà làm hoàn toàn sai hết. Nhưng mà mình nên nhớ là ba ngón này nó là một ngón. Thì mình làm bộ ngón tay nó ra rất là đẹp. Thì tại sao bây giờ tại thấy trong mạng có những bạn trẻ làm nail rất là đẹp luôn, cực kỳ chuẩn, đẹp lắm. Tại vì những bạn nó biết cách làm. Những bạn đó là những bác gà, những bạn đó là những bạn thích học hỏi. Còn những người mà làm nail 20 năm là không thích học hỏi nữa. Chán rồi, không muốn làm nữa. Thì đâm ra làm nhiều khi làm hoài luôn, làm tại sao đó. Nó trời tôi làm hoài, tôi càng ngày tôi làm tôi càng xấu. Cái thiếp này cùng một số hết ba ngón này. Hai ngón này bằng với nhau, ngón này lớn hơn một số. Dạ. Ngón là một số. Nhưng mà những cái cách mà đo thiếp nó phải đều dài bằng nhiêu với nhau thì nó sẽ đẹp. Thì bây giờ như vậy này mình sẽ làm ba ngón thiếp và hai ngón mình sẽ đắp bằng cái form. Nè, hai cái thiếp này. Hai cái tay này. Hai ngón này là bằng màu sai. Hai ngón này thí dụ mà số 4 ở số 3. Thì số 5 đi, hai ngón này là số 5 đi. Thì ngón này là phải số 4 tại số 4 nó lớn hơn một sai. Thì là trung bình là lúc nào nó cũng nhúng nhau như vậy hết. Thì cái đó là cái cách là làm ra cho nó đều. Ừ. Đấy, bây giờ cái ngón này.
mình cái ngón này mình sẽ dùng để mình làm form, cái này mình làm form và cái ngón này mình sẽ làm tip nha. Thì tất nhiên mình sẽ làm 3 ngón tip và 2 ngón form nha mấy bạn. Đó. Thì đây là có những cái bí quyết rất là nhiều tại vì mình hôm nay là David tới đây để đi chia sẻ cho tất cả các bạn. Mấy bạn biết cái cách làm và cái cách làm xếp làm sao cho nó lẹ mà nó đẹp. Cái xếp hiện tại bây giờ cái xếp mà gọi là coffin. Quan trọng popular nhất là cái xếp coffin. Yeah, cái xếp coffin là cái xếp hiện tại bây giờ rất được người nhiều người yêu chuộng để mình làm ha. Tôi ngồi tôi làm mẫu rồi tôi không thấy gì trên. Thì thôi đứng lên đi. Có cái ghế gì không? Không, được em đứng lên. Sư phụ chết vì anh hết rồi. Phụ nữ chết vì anh hết rồi. Chết đâu chết, người ta đang sống khỏe re đây này em gái. Trời ơi. Về tới nhà rồi. Nè. Nè bây giờ nè, mình lấy nè, mình coi từ cái cuticle này tới cuticle này, mình nhìn này ha. Mình nhìn, mình tới chỗ này mình cắt, mình đứng lại nè. Ok. Rồi mình chỉnh lại nữa nè, mình coi nè. Hai cái nó có đều hay không? Khi mà nó đều hết với nhau rồi đó, khi mình làm cái shape coffin á, mình cắt một góc bên đây này ha. Nè. Mình không cần phải cắt sâu vô đây đâu nha mấy bạn, mình cắt chút bên ngoài thôi rồi mình dũa nó đi trở thành cái shape coffin. Tại vì mình dũa shape trước mình làm nó sẽ đẹp hơn. Mình dũa coffin shape là đây là một cái cách dũa này, chính xác này. Mình cầm một cái dũa này mình đi nè. Ok. Mình chỉ cứ cứa một đường thôi ha. Chứ mình đừng có cái tật là như vậy nè, 10 người hết 11 người có tật dũa như vậy nè. Là nó nghiêng. Không biết mình dũa gì nữa. Thấy người ta dũa thì mình bắt chước mình dũa theo. Toàn mình dũa sai đi hết rồi, mình đánh là phải đánh trúng. Đánh là một là chỉ một đường thôi nè ha. Đó, một đường thôi nè. Đó, rồi sau này nè, bên này cũng này nè, lại nè, cũng một đường thôi. Thì mình làm như vậy đó thì cái shape coffin của mình nó ra nó rất là đều. Thấy chưa? Một đường ha. Một đường. Rồi mình qua bên đây cũng vậy nè. Nè, một đường nè. Thấy không? Qua bên đây cũng vậy nè. Tại vì mình chút xíu này khỏi làm, không làm được gì. Khỏi làm luôn, cho ông xã ông làm lo gì. Chỉ cho ông làm. Ông đâu rồi? Ông tới, ông đây nè. Ông đây. Làm màu trong cuộc tiên. Thì cái xếp coffin á, mình dũa cho nó đều. Mình đắp cho nó gọn thì chút xíu nó trở lại, mình không cần dũa nhiều. À. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó có hai cách làm, một cái làm thiếp và hai cái này mình sẽ làm form. Mình sẽ thấy được cái cách làm thiếp nó ra làm sao mà làm form nó làm sao, cái nào nó lợi hại hơn cái nào và cái nào nó đẹp hơn cái nào, thì mình sẽ thấy chút xíu mình sẽ chứng kiến từ cái nào đẹp hơn cái nào ha, những cái xếp nó ra làm sao. Rồi coi như là ba cái ngón này mình xong rồi đi ha. Thì bây giờ đó là mình sẽ đắp bột, thì mình sẽ dùng cái đầu dũa. Cái coffin shape là phải làm như vậy đó. Nó phải đẹp như vậy đó. Mình chỉ có chứ tại sao bây giờ thấy không, mấy có anh mấy anh chị mà theo dõi trên Facebook không, mấy anh chị có thấy có nhiều mấy bạn trẻ bây giờ làm nail không, rất là đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Một bộ móng tay đó giống như một bức tranh chứ không phải là một bộ móng tay giống như là hồi xưa mình cứ vũ đại cho rồi mình kiếm 15-20 đồng một bộ móng xe chết, hửi một lít cực cũng chết. Thôi làm là bây giờ mình làm nghệ thuật thì mình lấy tiền nhiều lên đi, mình tăng lên mình lấy tiền nhiều đi, mình đừng có hửi một lít cực nhiều quá. Thử là chết á. Một ngày bây giờ mình làm 3 bộ thôi, 4 bộ thôi chứ không phải là như hồi xưa làm một ngày là 15 bộ. Tiền bằng nhau à? Tiền bằng nhau à? Bây giờ thấy không? Mấy tụi trẻ giờ làm bộ full set 100 đồng, 120 đồng. Mà vẫn có khách làm về chứ phải không đâu? Một ngày làm 4 bộ thôi, đúng rồi. Rồi. 400 hả? Đó. Khỏe đấy. Còn làm chân luôn phải. Đó, mấy đứa nhỏ có đâu làm chân? Em làm trong mò, mà vừa chi nhé. Đâu có làm chân? Em làm từ sáng tới chiều. Mấy đứa trẻ giờ nó làm bột giỏi đâu làm chân? Con bỏ gì vô không làm 700. Primer, cái này là cái primer đó chị nè. Cái chai primer nha. Có xem primer này thì xin đưa. Bạn có cái primer nào bạn bỏ vô cũng được hết, không cần phải một công ty nào hết tất cả. Rồi bây giờ như vậy nè, bắt đầu. Thì bây giờ mình sẽ làm cái ombre marble nha. Cái gì nhúng chờ qua tay này đi, tay này nãy giờ làm dài này để đắp đi anh. Nãy giờ em biết cái đó thì em. bây giờ làm ombre đúng không? Ombre dạ. Đây bây giờ làm ombre này nha. Này ombre nè, chị chờ một chút xíu để làm cho chị nè, nước quần nó hôi lắm con, bây giờ mình đắp bột ha. Thì bây giờ mình sẽ làm
marble ombre là mình cần có cái bột clear đó này nha mấy bạn. Number mấy anh? Hả? Cái đó number mấy gì? Ô em Cái bột này bột clear. Dạ, bột clear. Bột này bột clear thôi. Phải mua thêm hũ bột clear. Bột clear, đúng rồi. Bột này là cái hũ này, hũ American. Hả? Mình muốn làm marble. Mình sẽ làm American. Và cái màu này là màu neon nha. Mình sẽ làm cái màu neon đó. Rồi. Còn cái bột này nó là thực sự ra nó là bột ombre. Nè. Bây giờ mình muốn coi ombre đúng không? Ombre cho cái này ombre hay là marble? Ombre thì đây mình sẽ dùng cái bột khác. Nó có ombre thì nó nhiều cách làm lắm, nó có nhiều màu làm lắm. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu ombre, mình lấy cái màu 8 nha. Lúc nãy mình lấy cái màu 15, bây giờ mình lấy màu 8 này. Thì trước khi mình làm ombre này, mình làm cái màu American ha. Đây là cái màu American nè. Ok. Thấm xuống khăn chút xíu để cho cái bột nó mất nước đi. Ok. Rồi sau đó này, mình thả cái cục bột khoảng chừng 60% trên cái móng thôi. Đúng không? Đó. Nè. Kéo xuống này. Ngay chỗ này nè. Ok mấy bạn nên nhớ ngay chỗ này lúc nào mình làm thì là mỏng vào. Ok. Rồi mình rút từ hai bên rút vô này, ôm từ hai bên ôm vào. Tại vì lý do như vậy nè, cái shape coffin á. Cái shape coffin á. Lúc nãy á mình tốn công mình vũ shape cho đẹp rồi đúng không? Mình phải đắp làm sao cho nó gọn lại, là mình phải ôm từ hai bên mình ôm vô này. Đó. Thì cứ tự nhiên là hai cái chỗ này, hai cái bên ngoài này nó mỏng này. Ở giữa này là nó dày này. Để nó đạo cái độ dày cho nó khỏi bị gãy. Thôi là nó gãy hết tại vì nó mỏng mà. À, mấy bạn xong này. Sau đó là mình lấy cái cục bột khác này. Ok. Này. Mấy bạn mở hoài. Thả ngay đây nè. Có diện giống không? Ba. Nè. Cái gì? Thấy chưa? Ngay cái chỗ này này cuticle này bạn, ráng cố gắng mấy bạn làm cho nó đẹp lại, cho nó tròn lại. Và các bạn kéo xuống này. Thấy không? Kéo xuống này thấy chưa? Thấy chưa? Nó ra không? Ha. Muốn ra là phải biết ôm. Thấy chưa? Ngay chỗ này đúng không? Mình muốn có thể là mình muốn mà cho một chút xíu ngay bột ngay đây nè. Nó mờ đi. Giờ để cho nó từ từ nó mờ xuống. Thì nó sẽ loang ra nó đẹp. Bây giờ cái cách để mình bảo vệ cái thằng này á, thì bây giờ mình muốn cho nó giữ được cái ombre đẹp như vậy nó mình bỏ cái chiếc bột clear ngay đây nè. Đó, thấy chưa? Lát mình vuốt đừng mất màu anh hả? Đó, mình vuốt đi sẽ không bay mất. Đó, đây là cái ôm. Cái ombre mà màu á, nhìn nó loang á. Cái đó là marble. Bây giờ là marble nha. Bây giờ là marble nè. Là marble cũng giống nhau luôn nha. Nhìn giống như hai màu. Đó đó đây đây. Bây giờ marble này. Bây giờ này. Bây giờ mình lấy màu. Màu này ha. Này chưa? Mình đụng vào cái màu này, hai cái mình đụng nhau. Nè, mình để cái bột ở ngay giữa nè. Thấy không? À. Cũng phải về tập chứ đâu. Thấy giờ cái quậy nó đi thấy không? Quậy nó nè. Đó, cái nó xuống. Thấy chưa? Không, vậy nó mấy cái thôi, nhưng mà chùi sạch cọ đi này, rồi bắt đầu ôm nó vô này. Ok. Sau khi quậy nó lại ôm nó lại ha. Nhớ làm gì làm phải ngoáy cho nó ngoáy vài cái thì nó mới ra được như vậy thôi, thấy không? Rất là đơn giản, nó không có khó. Bây giờ nhưng mà phải giữ cái xếp cho nó gọn này. Bây giờ mình ngoáy, mình lấy cục bột thứ hai này. Ok. Mình thả cục bột thứ hai trên đây này. Ok, ngoáy nữa nè. Đó, theo xuống. Kéo xuống ha. Vô trong cô nghe. Mình không cần phải lấy cái cục bột lớn lắm nha. Mình lấy cục bột nhỏ nhỏ thôi để đợi chút xíu nữa mình bỏ cái bột clear lên á. Đó, là mình ôm nó vô lại cục này nè. Cái này là marble đúng rồi. Còn cái ombre mà hai màu marble không? Đó, mình mới làm xong là cái hai màu là ôm bên kia mới ombre rồi đó. Cái mà nhìn có nhiều đứa nó nhìn giống như nó muốn nhìn thấy hai màu thôi chứ không có lan lan như vậy. Trời ơi, cái này là ombre phải không? Thấy hai màu là sao? Nói lại cho anh có nghe. Có nghĩa là giống như cái màu mút á.
nhìn thấy không cái vòng bốn. Ồ, thì là cái này, nhưng mà bây giờ muốn coi màu chứ không phải coi trắng không. Bây giờ coi màu đúng không? Rồi ok, sẽ cho coi màu này ha. Bây giờ để bỏ. Giống như là nó lan lan rồi, có nhiều đứa nó chỉ muốn hai màu thôi, nó nhìn giống như màu mút á. Rồi ok, chuyện rồi dễ dàng luôn, dễ dàng luôn ha. Màu gì? Màu hồng em ray đó. Đây nè, hồng em ray nè. Cái này trắng hồng. Bây giờ muốn đắp đây có ngày. Thì bây giờ đủ mà. Nè. Đây bây giờ đây. Ở đó màu ombre á. Là pin and white ombre rồi. Rồi là cái tay của chị em coi nãy ảnh cũng là màu ombre là cái ngón út này đúng không anh David? Hả? Đây, màu ombre đây. Đó, ý em muốn nhìn giống vậy nè. Cái này nhúng. Đây. Có ngày. Bây giờ mình lấy hai cái màu này đi nha. Đây nè, bây giờ lấy hai cái màu này là mình ôm rê với nhau nè. Ok. Cho coi này, hai cái màu này nè. Màu này màu đỏ đúng không? Nè, cái màu này nó sẽ sửa soạn nó rơi vào mùa thu nè. Nè, cũng vậy luôn, mình để 3/4 trên cái móng. Sau đó nè, mình đập ngay chỗ này nè cho nó mỏng xuống nè, thấy không? Thế, mình nghiêng cái móng nó xuống để cho cái bột nó chảy xuống dưới. Ok. Cái bột nó nằm y như vậy nè. Cái bột nó rất là dẻo. Lại bột nó rất là nhẹo, nó nằm đó đó, thấy chưa? Mình không làm luôn, mình cứ để yên gì đó nó cũng nằm đó. Ha. Nó có một thời gian khá lâu để cho mình làm việc với nó. Bây giờ mình không thích làm, mình cứ ngồi đó mình nói chuyện một hồi đi. Không làm cứ để nó yên như đây không khô luôn. Ha. Trừ khi nào mình muốn làm mình trở lại. Ha. Mình lại trở lại. Cái liquid này anh dùng liquid gì vậy? Nè, liquid EMA thôi, liquid thường thế này. Bây giờ bắt đầu mình vuốt vô này, thấy chưa? Thấy không? Đó, nãy giờ mình nói chuyện một hồi đúng không? Bây giờ trở lại vuốt nè. Màu đẹp. Thấy chưa? Anh David. Cái màu đó number mấy anh? Ôm em 23A. Nè, à, lấy cục bột ra nè, thấy chưa? Nhẹ nhàng nè, thấy chưa? Hello Danny, em khỏe không? Hờ, chút xíu bột ngọt hả? Chút xíu bột ngọt, chút xíu anh làm tiếp. Nè, bây giờ nè. Ôm em 23A và B nó có một cặp luôn, rất là đẹp. Thấy giờ nó vô rồi, thấy không? Không cần làm gì hết á, cái bột không khô nha. Nó dẻo giống là gel vậy đó. Ha, à, thấy chưa? Nó đặc biệt là cái bột nó như vậy. Rồi bây giờ nè, mình lấy cái màu này nè. Ok. Mình thả ngay cuticle này đúng không? Mình cho nó ôm sát vào cuticle nè. Thấy chưa? Đó, ý em muốn màu này vậy nè. Nè, nãy là em nói là em muốn là nhìn. Nãy là em nói là chị nói là hiểu. Hiểu là đây nè. Ừ, bây giờ là cái này mùa là này, cái thôi. Những cái màu này là những cái màu mùa thu nè. Mình khách nó thấy một cái nó đòi liền tại chỗ. Đây là vào mùa thu rồi nè. Cái này á nè. Thì có đứa nó thích thôi. Ôm em mấy cái này vậy anh? Cái nào đâu? Cái ôm em này nè. Thôi đừng có ghi làm chi, nguyên set luôn cho rồi. Set nhiều. Mùa set hôm nay sale. Dạ. Ừ, từ là ôm em 1 cho tới ôm em 2, ôm em 48 là có 98 màu thôi. Toàn là ôm em không vậy. Trời, thì ôm em. Cái này là màu gì? Thì đây mình làm ôm ren mà mình phải ôm em chứ. Thấy chưa? Tiếp theo anh 24 gì? 24 bi. Một clear nữa. À. Rồi bây giờ mình bỏ một clear lên nè, thấy chưa? Ôm em nha cô. 24 bi thôi đó. Ghi cho nó cực. Lấy nguyên màu đi. Để làm gì anh, để nó giữ chắc bà là hay không có. Tại vì á, nếu mà mình vúa đó, nó bay cái thằng này đi, nó trở thành hai cái ranh giới. Đâm ra mình bỏ bột clear lên để mình che đi, nó cover nó đi. Ok. Đó. Thôi bây giờ là đã mấy bạn đã thấy là ba ngón này mình đắp bằng cái tip. Bây giờ thì mình nhúng sẽ... đi, nhúng em coi đi. Không, bây giờ mình hai ngón này làm ngón form đi, xong rồi nhúng tiếp. Lẹ lắm, hai ngón này form lẹ lắm. Thì cho làm gì? Thì nãy giờ đang làm đó là làm giống nhau luôn nè. Để cho mình thấy nè, mình thấy là cái tip và cái form. Nó sẽ ra như cái này. Cái này mà nhiều người thích lắm á. Nhưng mà cái này vào mùa thu này. Bây giờ bắt đầu vô mùa thu này thích lắm. Cái ngón đó là bảo đảm là mình về là mấy bạn này, bây giờ mấy bạn để ý này, mình gắn form vô này nha. Bóp hai cái này vô này. Đó, kéo xuống. Giữ lại. Nhét hai thằng này vào vô như vậy. Thì mình sẽ đắp. Không, bây giờ vô video, vô trong Facebook á, coi nhiều lắm, tha hồ luôn. Cứ follow đó mà vô đó mà coi thoải mái luôn. Đấy. Ở đây phủ đây cha. Rồi. Bây giờ mình làm ombre lại giống như vậy nhưng mà màu khác nữa nha. Bây giờ mình đây là có cái màu mình làm cái màu
hai cái màu. Hiện tại bây giờ nó đúng ra là một, bây giờ nó đang nằm trong mùa thu đi. Mình nên làm những cái màu mùa thu nhiều cho nó đẹp đẽ hơn. Ha. Đây màu hồng này và màu đỏ này. Ok. Này. Bây giờ thí dụ mình lấy cái màu hồng này đi. Ok. Nè, mình làm cái này là mình sẽ dùng cái này là mình sẽ dùng mình làm form á. Mình sẽ dùng làm con dao mình cắt xếp luôn. Mình không cần phải vuốt. Mình làm xong bộ phu xét xong mình chỉ ra mình chỉ vuốt cuticle thôi xong, không vuốt nữa. Đây là cái cách làm này ha, mình chịu định. Bây giờ mình theo dõi này nha. Tại sao mình làm được như vậy? Nè. À, đây là cái màu này nha. Cũng y chang vậy luôn. Mình thả cái cục bột nó ngay đây nè. Mình đắp cho nó gọn lại thì mình không phải tốn công dũa vậy thôi. Mà mình cắt cái xếp. Ồ, mấy cái màu nào có 10 màu lên hết là 10 màu đẹp rồi. Mấy cái cơm tuyến này nó ra màu. Nè. Mình cũng phải nên đệm tí nữa thì màu có nghĩ mới đen. À, cứ thế mình kéo xuống nha, mình kéo tàn là mình có để mình kéo xuống này, kéo cho nó đều xuống dưới luôn này ha. Đó, cứ thế mà kéo xuống. Trời ơi, bột này super dẻo luôn mà. Nè. Bây giờ mình tới cái chỗ này mình đứng cho nó đứng lại này, mình đưa nó lên này, thấy không? Nè. Coi chừng nó con. Sao nó ngậm cái thúng? Nè. Đắp vô này, đắp cho nó đều đây này, thấy không? Mấy bạn đắp cho nó đều ngay khúc này nè, thấy chưa? Đó. Cái đầu này mình chặn cho nó đều lại này ha. Đó. Rồi sau này mình lấy cái màu này đi. Châu hoa lên nè. Mình lấy cái màu này là cái màu candy ha. Mình thả cái màu candy đây. Nhưng mà trước khi mình đó, mình cắt cái xếp trước này. Tại sao mình nói là làm không cần dũa là như vậy này. Đây là chỗ nằm cái chỗ này này. Mình lấy cái này là mình cắt cái xếp cho nó gọn lại ngay đây này. Ok. Thấy chưa? Sạch sạch cái xếp đây rồi, thấy không? Nè, lấy cái xếp nè. Cái bột này vậy nè. Cắt được. Thấy chưa? Nè. Thấy chưa? Đắp cho nó gọn lại, không có dúa nữa. Ok. Nè. Cho nó loang cái bột nằm trên đây này. Ok. Chút xíu chị về. Bây giờ mấy giờ rồi? Cái form đó. Ok, chắc hai về. Cái form bình thường kia mình đắp cũng được chị. Form này đặc biệt. Cái form này của gì đó của hãng. Của ảnh, còn mình lấy cái form này. Nếu mà mình hold tight chút xíu nữa. Ok, chị bay đây nha. Ừ. Form kia nó không có ôm như thế. Kéo xuống này thấy không? Thấy chưa? Gọn lại này không? Đấy, cho nó thịt gọn lại luôn này, thấy chưa? Ok. Đẹp chưa? Đẹp. Rất là đẹp đúng không? Lên màu đồng đẹp. Đó. Cái màu mà anh đang đắp màu đẹp ghê. Đó. Nó ra. Thấy không? Đó, nó ra nè, thấy chưa? Ông anh rất là đẹp không mấy bạn? Hello Liliana, khỏe không em? Hello Hiếu Văn Nguyễn Võ, hello em khỏe không? Đó. Nè. Thì bây giờ nè, mấy anh mấy chị thấy không? Cái này á, khi mình tháo cái form ra đó. Nè, mình nhìn lại nè. Chung quanh cuticle nó sạch. Trên mặt bột nó sạch. Dũa gì nữa mà dũa. Lấy cái xếp ra là dũa cái xếp xong là buffer là xong, không cần dũa. Anh, mình có mình làm một clear không? Có chứ. Mình làm một bộ full set. Trong vòng 30 phút, 35 phút, design móng đầy đủ hết. Mình lấy khách 60 triệu đồng. Tại sao mình phải làm một bộ phụ xét thường, mình lấy khách có 2 triệu đồng à? Mà cũng thời gian đâu hơn, đâu ấy hơn. Đó. Thì đâm ra là mình phải tìm cách để mình lấy, mình câu khách cho mình tìm cách, mình lấy tiền bằng cách nào. Đây là những cái bột màu để cho mình làm, mình kiếm tiền nè. Ok. Clear, cover, bột clear nó thôi, lên thôi. Buffer, nó không có bay. Thì bây giờ là lát nữa mình sẽ so sánh cái form và cái tip. Hai cái nào đẹp hơn cái nào. Thì mình sẽ thấy là cái chắc chắn cái form nó sẽ đẹp hơn cái tiếp. Bây giờ mình sẽ làm những cái design khác nhau nữa này. Thì mình có những cái đồ nghề giống như vậy đi. Thì những cái hột này là nó tốt nhất vào trong cho sửa soạn vào mùa xuân này. Thì mình làm những cái màu này mình bỏ vô mùa xuân thì rất là khá đẹp nha. Nè.
Bây giờ mình lấy cái màu, mình lấy cái màu neon nhé. Này, mình thả cái màu neon ở ngay đây đi. Đó. Nên mình thả nó nằm ở đó. Này mình đẩy cái thằng này neon nó lên. Cái này mình làm cái bí quyết của nó là trong cái timing, cái timing mình làm nó, cái thời gian đó. Kéo thằng này nó xuống dưới này luôn đi ha. Cái form này đó, thì sự ra nếu mà ai mà biết làm form, làm form đẹp lắm. Rồi bây giờ mình lấy một cái màu khác này mình bỏ lên này ha. Màu này màu đỏ đi nha. Nè. Cái này kéo xuống này. Cái ombre này là ăn thua mình pha màu. Nè. Thì mình kiếm những cái màu nó ăn tên này. Những cái màu là màu gia đình. Tại sao nó gọi là màu gia đình? Thì những cái màu này nó ăn đi chung với nhau được, là màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu gold. Thì nó là những màu gia đình. Thì những màu đó đó mình không cần phải suy nghĩ nữa, mình để vô là sẽ dính theo. Tại màu gia đình lúc nào nó blend cũng được hết. Còn ví dụ bây giờ đang cái màu này, cái mình bỏ cái màu xanh vô đây nó dội lên, đâu phải là màu gia đình với nhau đâu. Một màu nóng, một màu lạnh mà, thì sẽ không ăn đều giống với nhau. Thì chắc chắn là sẽ không đẹp. Mà nhưng mà nó làm ra cũng được chứ không phải là không, nhưng mà nó hơi khó. Nè. Nè. Cắt ra này thấy chưa? Này bên đây mình cắt nó ra luôn này. Đó, thấy chưa? Bây giờ này, mình lấy cái miếng, mình lấy những cái miếng flake này ha. Mình thả nó ở đây đi, thấy chưa? Đó, mình thả nó ở đây đi, thấy chưa? Đó. Mình lấy cái màu thả nó trên đây nè. Theo nhẹ 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 thôi. Mình ráng cố gắng mình sao mình để cho cái bột nó chạy sát cho cái cuticle của mình luôn. Mà nó lại không có, nó không, nó là một nhúng, đâm ra nó rất là dẻo này. Nó không, là nó không có, đừng có để cho nó. Đúng rồi, bột này làm cả hai. Bột này làm cả hai. Đúng rồi, bột này cả hai. Nhúng cũng được và đắp cũng được. Dạ đúng rồi, bên công ty của họ thì họ chỉ làm bột nhúng thôi chứ không phải là họ làm bột đắp. Mỗi công ty nó khác nhau. Công ty này được cái là họ ra cái công thức này, mình nhúng cũng được và đắp được. Có nghĩa là khách hàng bước vô muốn nhúng, mình cũng lấy ra mình nhúng. Mà có nhiều người khách hàng họ không thích nhúng, họ muốn đắp. Thì mình lấy ra mình đắp rất là đẹp. Đó, cho nó gọn lại này thấy chưa? Vậy thôi. Đó. Thấy chưa? Thì bây giờ là mình sẽ tháo cái form ra để cho mấy bạn biết. Cho mấy anh chị thấy là cái form và cái tip hai cái nó khác nhau từ cái chỗ nào. Đó. Lúc chút xíu nó lại sẽ làm demo mấy cái đồ cắt đó nữa. Mấy cái đồ cắt đó để thấy. OM8B, OM4B, OM15B. À bên này cái này neon. Neon. Cái này là màu neon, lấy nguyên, nó cũng nguyên một cái system neon có 8 màu lấy hết đi. Trời đất ơi. Có 8 màu à, không có nhiều hết đó, rất là đẹp. Bốn tám màu là có cái màu neon đúng luôn. Thì đó, cái set của nó 8 màu, 8 cái một cặp, một collection có 8 màu à. 8 màu neon à. 8 màu neon thôi. Đúng rồi. 8 số đó. 8 số đó, ừ. Mấy trăm màu. Một set của nó là 210 màu. Ừ. Set của nó 210 màu. Coi này mình dán này sao hay. Rồi, bây giờ ha, để cho mình để gọn cái này lại cái đã. Rồi sẽ cho mấy bạn thấy cái nè. Nè, bây giờ mình tháo. Cậu dán này hay chú? Dạ đúng rồi, dạ dán như đó đó. Nè. Bây giờ này ha, mình tháo cái form ra này đúng không? Nè. Mình compare đi. Giữa cái thằng form và giữa cái thằng tip, thằng form đẹp hơn nhiều.
nè, ra nó sắc. Nè, thằng form bây giờ này, anh coi này, anh vũ ở đây đúng không? Anh vũ ở đây nè. Anh vũ ở đây nè. Anh xong rồi đó. Hay, đẹp. Hỏi tại sao mà làm bộ full set 30 phút, làm design 20 phút cũng được. Lý do? Anh chỉ có đắp thôi, anh đâu cần vũ đâu. Thấy không? Bây giờ anh nhìn ngang nè. Anh nhìn ngang hướng này nè. Rất là đều nè, anh rờ trên mặt rất là thẳng nè. Ok. Nó chỉ có một chút xíu ngay chỗ này là anh cần đi nè, ngay chỗ cuticle này thôi nè. Là cái cục bột của anh nè, anh chỉ cần vúa. Anh chỉ cần vúa ngay đây nè. Ok. Cho nó sạch ngay cuticle này của anh thôi. Ok. Đó. Rồi thôi xong. Bây giờ anh buffer. Anh bỏ gel lên. Anh càng vúa nhiều thì nó càng hư. Gel pink and white. Nè, càng vúa nhiều thì là càng hư cái sếp. Lại càng đau tay khách. Khách lại khó chịu. Càng vúa ít thì càng tốt, thấy chưa? Vúa ít thôi. Đó, đây là cái cách. Nè, xong. Đó. Còn đây đây là những cái ngón này, ngón tiếp này. Thì bây giờ mình phải đẩy da ra để mình vũa này. Tại vì mình gắn bột đó, nó sẽ dính dưới này chút xíu. Nè, nếu mà mình vũa xếp á, là chỉ có một kiểu vũa thôi nè, một chiều này. Ok. Một chiều này. Qua bên đây cũng này, đẩy da ra này, vũa số này, một chiều này. Ok. Bên này cũng vậy này, đẩy cái da nó ra đây nè, vũa xếp này một chiều này. Ok. Một chiều xong, mình vũa. Tại vì bột là phải bỏ gel chị. Giọt pink qua thì gel pink qua thì nó bóng. Nè. Rồi, qua bên đây này, đẩy da ra này, thấy không? Vũa này. Một chiều này. Đẩy da ra này. Vũa này, một chiều này. Thấy chưa? Rồi bây giờ ngón này là ngón này cũng là ngón form này. Tháo ra đúng không? Vũa này. Đẩy da này. Ombre trắng hồng nó có mấy màu à? Ombre là màu white. Ombre hả? Ombre trắng hồng thì nó có màu white và màu American. Chứ American thôi. Thì nó American mới là white, hai màu trắng. Một cái trắng đậm, một cái trắng lợt. Đúng rồi, trắng lợt. Còn cái mà màu mà để mình làm màu nude á thì nó có OM4B, OM15B, OM18B, OM8B, nó có rất là nhiều cái màu nude khác nhau. Có nhiều người thấy nó bắt họ làm cái nude. Thì đó những cái những hồng mà tôi thích cái màu nude. Những cái màu đó là những cái màu nude hết. Anh lát nữa có thể làm riêng cái này được không? Cái đồ cách đó hả? Dạ. Ok, rồi cái đó cũng dễ cách lắm, đó cách rất là vui. Cái đó là cái cách cách gì đó, cái đó là cái cách tornado. Cách đẹp lắm. Nào, bây giờ cái này là mình vũa này, mình vũa sạch cho đều đây. Nè, mình vũa cũng vậy thôi, mình vũa sơ sơ thôi nha, không cần vũa nhiều. Vũa nhiều nó bay mất cái ombre của mình đi. Nhưng mà mình muốn cho nó đẹp, mình ôm hai góc này vào. Đầy đủ 8 màu neon không? Dạ. Đúng rồi, cái màu neon nó về làm thích lắm. Có lấy cái mấy cái màu mùa thu chưa? Ok, màu mùa thu cần phải có. Đây những cái màu mùa thu, để chút xíu lựa ra cho một số màu mùa thu. Mấy cái màu mùa thu á là bây giờ mình mua về là mình làm được liền, tại vì khách nó sắp sửa tới mùa rồi đó. Em nói số là em biết liền. Nó có nhiều cái không thấy số đâu mà nhìn thấy cái mới lấy được. Dạ đúng rồi, chưa có màu. Chưa có màu mùa thu đúng không? Cái vũa này chưa được còn cái đó. Em ra lấy kìa. Anh chắc của anh quá. Cái cây đó tội nghiệp lắm đó nha. Cái cây đó bị đe dọa. Mai mốt ở đây bán. Dạ chưa có, khoảng chừng vài tuần nữa ở đây có bán đi. Vài tuần nữa có rồi. Vài tuần nữa ở đây có bán. Cây chút xíu à, khoảng cái con một con rồi em bao cái màu rồi.
Em gửi lại để làm mất anh. Em có đợi. Lấy cái đồng tay chạy cắt người ta thì sẽ lấy cái cây đó. Em trả lại chậm thôi. Cái đầu tròn giống như chấm bông tròn tròn á cô. Nếu mà khi mà rất nhiều nó biết không. Trước anh làm anh Ray Marble Deep đúng không? Uh-huh. Ok, yeah. Next, cái là next là mình làm Marble Deep ha. Trời ơi, tay mà chưa đủ rồi. Mười tay mà chưa đủ rồi. Tại vì Marble Deep thấy cô chưa có. Con ghi rồi đó, cô có ra có lượng màu đó. Con hỏi thăm ảnh cái này một cái nữa. Ủa anh, 48 với... lại 15 là để mình làm thin and white ombre. Em 48 đúng không? A hay là B? Đâu 48 gì đâu. Có ai có đi mở hộp, em thấy IB lum đó mà không biết làm ra không, mình mua về mình làm không được cũng tội. Ồ, cái này là OM 4B, cái này là cho ấy đó. Cho ombre. Ombre đó, đúng rồi. Nhưng mà em phải lấy cái một hũ bột riêng đậm nữa đúng không? Lấy cái OM 18 hay là OM 15 có chưa? Ô em 15B có chưa? 15B đó. Có chưa? Dạ có rồi. Ok vậy là được rồi. Dạ là đủ cho cái ombre. Đúng rồi. Em phải lấy một hũ white, em một hũ American. Đúng không anh? À một hũ white và một hũ American đúng rồi. Phải lấy cái hũ đó luôn. Ha, bây giờ mình buffer thôi này ha. Anh ghi cho mấy màu mùa thu và mấy ông để em lấy bộ. Thanh tâm chí thu. Ok. Là cái này nè. Cái ombre đó. Cái này là white nè. Cái này em biết là một cái American. Còn cái màu hồng ở trên thì tùy theo cái độ đậm nữa. Rồi ok, mình xong là mình buffer cho khách hàng ha. Sau khi mình buffer là mình bỏ gel lên là mình xong nha mấy bạn. Nè. Cái màu trên tay chị nó 8 mì. Dạ. 8 mì không thôi. Dạ. Cái màu trắng. Cái màu mùa thu hình như là ảnh đang. Rồi phải mua cái bay cái top của anh nữa. Không, bớt top nào cũng được hết, không cần phải mua top này. Top này cũng chưa có luôn. Thì trong tiệm mình đang có top nào mình lấy ra mình xài là ok rồi. Anh ví dụ như em bỏ top treo kia, em bỏ vô đèn đúng không? Đúng rồi, bỏ top treo vô đèn á. Đây là top. Đây là top á cô. Đây là top thôi chứ không phải là base cô. Con phải nhúng là B. Dạ, chừng nào có nhúng có mấy B, cái này không có nhúng. Này mình nãy giờ mình đang bột. Cái này nếu em nhúng được luôn phải không? SNS có khô không vậy? Nghe nói SNS là không có khô nha. Không có biết là có khô không? Nếu mà khô thì không sao. Mua cái bộ này của anh đúng không? Cái bộ này nó có một, nó có ở trên đó, trên kệ có đó. Rồi, vậy là mua 4 chai luôn. Mua 4 chai đi, đúng rồi, chắc ăn hơn. Chứ mà lỡ mà mua của công ty khác về làm không được, đó là mất công nó lại lộn xộn nữa. Ngày hôm nay là 20% off hết á. 8 đồng chai mà 20% off hết, tha hồ. Cái này nhúng hả? Cái này là nãy này là mình đang đáp sửa soạn nhúng này. Người kế tiếp là mình ngồi xuống là mình sẽ nhúng, mà sẽ nhúng ombre, mà sẽ nhúng ba bồ. Còn muốn coi nhúng trắng hồng này cũng nhúng trắng hồng luôn, nó có nhiều cái nhúng khác nhau. Dạ dạ cô cứ lấy đi cô, để con cái làm form này. Form này nhớ mua form à, mua chưa? Dạ form á. Dạ không, con đắp tiếp thôi. Rồi không cần phải làm form, nếu mà không thích làm form mình đắp tiếp thôi cũng được. Ok bây giờ bỏ cái đèn cho nó khô ha, sau rồi sẽ lấy cho mấy bạn một số màu, nó kêu là cái màu mùa thu. Thì bây giờ đi ra đây sẽ lựa màu mùa thu để lên cho nó thấy này. Làm cái chị luôn đó hả? Dạ, cái chị nắp ngón đó hả? Này nhúng hay là sao? Này anh nắp bột. Nắp bột như là bột màu. Bột y chang như mình làm bột vậy, nhưng mà anh mix lại. Mix bột chung hay là làm riêng mỗi màu khác nhau? Thì mỗi ngón anh làm mỗi khác màu nè, nhưng mà anh mix với màu này màu kia với đó. Ông làm đẹp hết rồi. Dài quá khó chịu. Chắc em về em cắt. Dễ sợ. Đẹp quá trời. Tay như bức tranh.
ăn thô là chị mix á, cái màu nó ra đẹp á. Thêm miếng nữa đắp vô ngược lại thôi. Cái này ông ra chứ làm bột trắng không? Bột trắng không? Em có làm nhưng mà mấy cái này tại mình chưa có biết, mình muốn nhìn. Nếu mà làm bột thì cái này chị anh đắp cái này trước rồi anh lấy bột anh đắp ngược lại như đó thì nó sẽ ra như vậy. Coi nhúc móp hết nha. Rồi, xong chưa? Thô rồi đúng không? Coi nè. Quá đẹp. Đó. Như bức tranh. Rồi bây giờ để chụp hình cái. Em ra đi mùa thu không chờ. Còn cái nhúng thì anh cũng mình cũng mình top y vậy. Đúng rồi, cái nhúng thì bây giờ S vậy. Đúng rồi, thì cái nhúng thì nó vậy thôi. Thì đó, thì mấy bạn mới thấy nè. Những hai cái bàn móng tay, một cái là mình làm dip, một tip, một cái mình làm form. Thì nó hello, thì cái này là tip và cái này là form, mà cái này là xong rồi nha mấy bạn. Làm mobile dipping. Rồi. Ok, để chụp hình một tấm hình nha. Rồi mới làm dipping sau. Đây coi coi. Thôi bây giờ khỏi chụp hình thì mấy bạn chờ xíu nha mấy bạn để cho mấy bạn coi là xong. Đó, nó xong rồi, anh thấy không? Xong rồi đó. Đó, thì nó có là mabo trắng hồng và những cái mà phiên hoa trắng hồng và những cái màu đắp mabo khác nhau ha. Rồi ok nha mấy bạn, để bây giờ mình sửa soạn mình sẽ làm live tiếp, mà mình sẽ làm live về cái dipping. Mình dip nha, mình dip mình về mabo. Dạ rồi, bây giờ mình dip mabo cho mấy bạn thấy ra sao. Dip giống dip rồi, để mình dọn cái này qua một bên cái đã. Chị dip vào mobile nè, tới ảnh làm cho chị coi đó. Giờ dip mình mobile nha. Rồi. Trời ơi, gãy. Nè đứng với mẹ đứng rồi đó. Con làm không? Đây, dip mình mobile nha mấy bạn. Rồi, để cho một tờ giấy mới. Sạch sẽ đâu ra đó. Làm mobile dipping. Marble dipping là mình làm thiết nha, mình không có làm bằng form, mình làm bằng thiết ha. Rồi cái như vậy là bây giờ chưa làm form được nhưng mà nó hơi cực. Đúng rồi, là đắp bột thì nó dễ hơn là làm là dip cực lắm. Muối cây này, cây này mai mốt con giờ đây chưa có này. Nhưng mà chị biết mà cái cây này anh gọi là cây gì? Nó kêu là Russian. Để Russian man kia biết. Mới biết chứ. Mai mốt nó cái đầu diamond, đầu tròn là biết. Đầu diamond tròn. Cái ngón này đừng làm. Ngón nó khỏi làm ha. Em giờ mình đè ra mình làm bốn ngón thôi. ngón này cứ làm cái đại họa nó đau. Em đắp bột lên đó rồi đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mời mấy bạn theo dõi. Hello Hana, khỏe không em? Em đang ở đâu rồi Hana? Nè, ok, xoay. Nè, ok. Bốn em. Rồi mình sẽ gắn tiếp vào. Dạ, khỏe em về Florida. Về là Florida rồi hả? Tay mẹ nè. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi nha, mình sẽ gắn tiếp vào. Mấy bạn nhìn cái tay này là mấy bạn chắc có nhiều người biết một cái là cái tay bàn tay nghề nghiệp nha, chứ không phải là mấy bạn nhìn một cái là mấy bạn nhận ra là đây có họ mấy bạn rồi không, tại vì cái bàn tay nghề nghiệp vũ bàn trai bóng từ mình luôn. Nhìn là biết rồi ha, là khỏi phải giới thiệu cho mấy bạn biết là cái bàn tay nghề nghiệp của mấy bạn đó. Đó thì đâm ra đó là cái bàn tay nghề nghiệp này á, nó rớt vào tới trong góc này luôn này. Thế giờ mình gắn thiếp mà mấy bạn gắn như vậy á là ở đây nó sẽ thiếu, nên là mình phải gắn all the way in tới trong nó luôn. Nghe không? Nhớ chưa? Bàn tay nghề nghiệp đó, bạn nào nhìn là mấy bạn nào mà chạy máy bay nhiều á, nhìn là biết bà con rồi đó. Nhận bà con nha. Rồi. Hay không? Gắn cái thiếp nó vô ha.
Rồi mình ra bên đây này, gắn này. Ok. Khi mình gắn cái thiếp á, mình đừng có force cái thiếp nó vào. Mình đừng có force cái thiếp vào cái móng trên của người ta nha, mình cứ để cho nó nằm, mình cho để cho nó nằm yên vào. Ha, mấy bạn cứ để cho nó nằm yên vào. Nó sẽ tự nhiên hơn. Lấy dỗ không? Lấy dỗ đi, tại chi bộ nhiều rồi. Không, để coi thử. Anh ấy SS đó. Cứ 15 tặng 2 cho chị đó. 10, 10 tặng 2, 15 tặng 3. Nè, dòng 4 ngón nha. 3, giá bao nhiêu năm hả? 15 tặng 50. 15 tặng 50, 10 tặng 2, 15 tặng 3. Nè. Nè, mình cắt thiếp này ha. Ừ. Ok. Cái này 15 đồng cái này hay không? Cái này hũ này hay không? Ừ, hũ này. Mua mấy màu này. Đúng rồi, 13. Em lấy giá có chưa tới phần nửa này nữa. Gì mà sao chưa tới phần nửa là sao? 9 đồng hả? 9 đồng 75. Em mua nhiêu hũ? Thì mỗi lần em hết hàng thì em hỏi thôi. Ồ, cái đó anh không biết bộ trong đó là gì. Tại vì chỗ anh ở đây em lấy từ 50, 30, từ 50, 50 hũ. Được chứ bà. Cái trước rồi mình là mình vúa vô thôi. Ừ. Lấy tại con nhiều lệm cái nào họ không sửa được. Đang làm gì vậy anh? Sửa soạn làm deep. Deep ombre mà deep marble. Cái 9 đồng thôi. 9 đồng thôi, 9 đồng. Ừ. Ngồi đi mẹ ngồi. Ừ. Đâu con. Chạy vòng quanh thế giới. Dạ, đi chung quanh thế giới, chỗ nào cũng có mặt. Cái này là bột gì vậy chị? Cái đó là đắp á. Cái đó là đắp. Đắp à? Mô bồ. Dạ, tại vì em đắp. Ông Ray á. Đẹp quá. Đẹp chưa? Có xài đúng màu không? Lý do có xài đúng màu không? Có xài đúng sản phẩm không? Không, em thử pink and white thôi, em chưa xài màu nhưng mà nó không làm ra. Sao mà ra được? Sao vậy? Trời ơi, đó gọi là pink and white là pink and white, đâu phải ombre đâu mà ra ombre. Cái bột pink, bột white không ra ombre hả? Không được. Trời ơi, là phải xài đúng bột của nó chứ. Vậy à? Ừ. Làm sao mà ra được? Vậy mới học. Nè, về ngày hôm nay là sẽ học được nè. Ok. Rồi. Học cũng được thì sao? À, chắc chắn học sẽ được. Đi chết. Chắc chắn học sẽ được. Nhưng mà bột rồi còn phải nước của nó luôn à? Đúng rồi, nước của nó dễ xài hơn. Nhúng nó hơi nhiều ha. Bay thóp bông bông bơ chứ sẽ là thì đó đang hiện tại giá nó tới 4 giá là tùy theo loại mà bột 15 đồng 99, 16 đồng 99, 17 đồng 99 mà đồng 95. Thì đó, nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ được 20% off. Ủa sao nhiều giá vậy anh? Nè đi này, cái bột standard đó, cái bột B này này. Yeah. Bột này là bột thường là 15 đồng 99. Okay. Bột thường. Cái bột mà màu metallic như vậy này, màu A như vậy này là 16 đồng 99. Bột thường là có nghĩa sao? Là bột thường là nó không phải, nó là màu B, nó không có những cái kim, nó không có những cái nhũ, nó không có những kim tuyến. Không có shimmer. Nó không có shimmer. Những cái màu này nó có shimmer này. Okay. Thì nó là 16 đồng một hũ. Okay. À 17 đồng chứ. 17 đồng một hũ. Còn cái thằng này á thì nó là bột thường, nó không có shimmer đó. À, thằng này á, không phải thằng này không đúng thôi, thằng này mới đúng nè. Mà phải bán giá đó đó nha. Không sao đâu. Nè, đây nè. Coi như là những cái màu nào có số B trong đó đó là mình có thể là màu, những màu đó là cái màu rẻ tiền nhất. Coi cái chữ có chữ đồng, B là bột bình thường ha. 15 là 15 đồng. Anh đem chữ B là bột bình thường. B những cái chỗ nào mà cái chữ B là cái giá là 15 đồng. Còn A là 17 đồng. Còn C. Không có C, màu low in the dark là 18 đồng. Glow đó chỉ có 10 màu thôi, còn chỉ có 10 màu glow đó thôi, còn những cái màu kia là 17 đồng hết.
và 16 đồng hết. Thôi đó là phải tắt đèn đi thì nó nó tự nhiên nó sáng rực lên, đúng rồi. Khỏi cần đèn ngủ đúng không? Không khỏi khỏi cần đèn gì, không khỏi cần gì hết. Tối đưa tay lên vậy. Khỏi cần gì luôn hả? À, tối hai vợ chồng chơi chơi bị nó bắt bắt dê. Xong rồi vô coffin nằm luôn. Không. Thì cái đó tối tập làm ombre. Ông em nữa. Đúng rồi, tối anh lấy cái dũa đó anh phá móng hả? À, tại vì mình là mình deep á. Anh có mình... bán đầu dũa chưa? Hồi trước em hỏi anh lâu lắm rồi anh kêu chưa ra. Cái này hả? Cái này chưa. Cái đầu này, cái đầu này là không có bán tại vì nó cái đầu này là không có bao giờ bán hết tại vì cái đầu này mình không có làm. Mai mốt sẽ ra những cái đầu khác. Cái đầu này xếp tì thì thấy nhiều người ta bán quá, có 10 đồng cái à. Bây giờ anh đang ra đầu khác hả? Chứ toàn ra những cái đầu khác. Đầu bự. Cái đầu này á, là dũa nó không có bị vô phạm vô cái móng tay thiệt của người khác. Anh dũa cái thằng này là cái đầu nhọn này nè, anh dũa mà hồi nó phạm ở đây nè. Cái thằng này nó tròn. Thằng này nó tròn, nó không có không nó không phạm vô cái mấy cái đầu khác được. Anh có máy, anh có máy quay vào tay đi không thấy rõ. Anh ờ cho máy. Ok. Sorry. Nãy giờ không thấy rõ hả? À, chắc nói hơi nhiều quên đi thấy không nghĩ. Không, bây giờ dũa xếp lại cho nó rõ ràng nha. Mấy bạn thấy chưa? Rồi. Tay này anh mới làm đó hả anh? Ờ tay nó mới làm. Bây giờ nè. Đi chồng quay lại học nữa. Em đứng ở đây đi. Em đứng ở đây đi rồi em lát anh làm cho em coi. Ok em đừng có đi vòng vòng nữa. Em là em là xong rồi đó. Bây giờ làm marble nè. Đây bây giờ làm một bông nhúng này. Thí dụ bây giờ vừa deep vừa đắp vừa 3D này nọ hết luôn. Hết luôn thoải mái luôn. Thì bây giờ thí dụ bây giờ mình làm marble đi nha. Mình lấy mình làm deep chứ không bây giờ là mình làm deep rồi chứ không có đắp nữa. Ok. Mình lấy cái màu này đi nha. Bây giờ mình muốn deep đúng không? Nè. Nè, mình lấy cái hũ bột này mình đổ ra đây nha mấy bạn. Thì nó hơi nó rồi cái đầu tiên mình làm á là mình cần bỏ cái bonder lên nè. Nè. Mấy bạn để ý với cái này chút xíu nha. Nè. Ha. Rồi. Cái đấy là cái đó là cái số 1 ha. Bây giờ mình sẽ dùng vào cái số 2 là cái base. Đúng không mấy bạn? Dạ. Rồi bây giờ đó mình muốn làm hai màu. Marble đi nha. Như này là mình lấy một cục bột nhỏ nhỏ. Ha. À, mấy bạn rắc vào đây cho mình đi nha. Pha hả? À. Góc thôi à. Đó. Cái bột tốt bột phải bị nhiều á. Vậy thế này chắc nhúng. Em thấy đắp bột thì được. Ừ. Thì bây giờ quý vị đòi học kiểu này thì bây giờ chỉ kiểu này chứ quý vị. Thôi. Không có gì nữa. Bây giờ cũng học kiểu này thì bây giờ làm cái này đúng không? À, mình phải hy sinh chứ. Trời ơi, mình lấy một bộ phụ trách của người ta 60-70 đồng không lẽ mình tiếc cái xíu bộ sao đúng không? Đó gửi 60 là 5 tiếng. À. Con đã lỗi nhiều hơn à. Đấy giờ rồi bây giờ nè ngồi đứng lên ngồi xuống khay các chờ là đứng lên ngồi xuống. Bây giờ mình sẽ cho nó mình sẽ cho người ta lấy cái bột clear trước ha, cái bê trước để mình nhúng nó vào này. Ok trước hết cái nước của anh có bị cứng cọ không? Nước nào cũng bị cứng cọ hết á, anh thua mình chứ không phải là anh thua nước nha. Xin lỗi tại vì mình làm không đúng á, mình làm không đúng là bị cứng cọ, tại vì cứng cọ là vì lý do lỗi của mình nhưng phải lỗi của nước. Lỗi sao? Lỗi của mình để chút xíu mình sẽ tới chưa tới cái step đó, cái đó sẽ chỉ cho chị luôn nè. Lỗi của mình là tại vì mình không chịu để ý. Để ý cái gì? Lỗi sao? Ừ, tại đây nè, chưa tới cái step đó. Tại vì tới cái step cứng cọ sẽ chỉ cho chị luôn. Đó, có rất là nhiều người bị cứng cọ đúng không? Ừ. Đúng rồi, tại vì không chịu để ý. Nhưng mà có thể là dính bột này hoặc là... Không. Cái lớp số 2 thì không cứng mà lớp top mà cứng. Đúng rồi, cứng hay. Là bị siêu lờ, nó bị còn ướt đúng không? Đúng rồi. Dính, không, dính nè. Trong cái nước siêu lờ. Mình làm bốn, bị... mình làm... Hay là tại lúc mình mua cái hũ nước mình không ngó cái hũ. Rồi bây giờ ha mình sẽ lấy rồi cái này là cái quai này nha. Rồi mình làm xong đúng không? Mình làm xong bốn cái rồi, bây giờ mình phủi bụi đi nè, phủi bụi đi nè, sạch sẽ đi nè, thấy chưa? Ok
Okay. Bây giờ mình làm cái là quai hả? Đúng rồi. Tại sao phải bỏ quai á? Tại vì mình muốn làm bỏ cái quai đó. Để cho nó show cái màu hay nó làm cho cái màu của mình quai nó... mà để làm quai tiếp hả? Đúng rồi. Quai đó luôn. Cái quai này á nó đưa cái màu nó lên. Nó nổi màu lên. Okay. À. Ha. Giống như mỹ trắng thì bỏ mỹ đen ở dưới phải không? Nó enhance cái màu của mình lên rất là đẹp. Khi mình có cái quai nha. Trắng phải nằm trên, đen ở dưới. Không mà tùy theo mà mình muốn làm sao làm, nhưng mà tại vì mình bỏ thường thường cái màu quai mình bỏ vào đó, nó làm ra cái màu trắng nó cái tất cả những cái đó là bên đó là mình làm cái màu đó nó sẽ làm cho cái màu enhance nó đẹp hơn. À. Đói bụng chưa ăn tại tự nhiên ghé vô cái thấy. Ok, sau đó mình làm bốn ngón. Ok, làm gì làm mình phải bôi sạch sẽ đi nha, sạch đi hết. Đó. Heo nó rất là khô, rất là mau, với mình bỏ lên một cái là khô liền này. Chứ nó không phải là lâu khô đâu, giống như là cái kia đâu. Cái này là mình sẽ nhúng như vậy nha, mình sẽ nhúng là nhúng ngược như vậy nha. Là trời mình sẽ nhúng ơi, xuống anh như nói bài. Nhúng ngược gì khách, cái tay nó thì cái bẻ không nổi luôn mà anh kêu mà lật giống như kiểu người Việt Nam. Làm đi, sao mà lật cho được? Hả? Khách trời ơi, bẻ cái tay nó không nổi. Chị làm đi. Trời ơi, chị là chủ, chị là thợ nail mà chị nói không bẻ được là sao? Trời ơi, chị phải làm chủ nó, chứ. Nó bị stress, nó bị... Nó bị cái gì? Stroke, cái tay nó cứ gì sao? Thôi, nói stroke rồi bó tay. Nè, bây giờ này, coi nè. Đắp nè. Nè, quét nó xong rồi đúng không? Lật người tay khách lên giống như vậy nè. Ok, nhúng nó xuống. Lấy nó ra. Thấy chưa? Thì nó sẽ ra được cái này. Nè, bây giờ mình qua bên đây nè, mình nhúng nó lược lại nè, thấy chưa? Vì em chưa học môn này. Chị nói á, cái tay mà người khách nó bị stroke á, là chị không làm được cái gì hết á. Chị làm manicure cũng không được nữa, mà hướng chi làm cái khác. Đúng không? Chị làm manicure không được nữa, làm cho chị làm những cái bộ khác. Trời đất ơi, chị nói chuyện nghe quá hay luôn. Người ta bị stroke làm sao làm được cái tay như vậy, sao làm? Nó đòi làm cho chị làm. Không có nhiều khúc mà. Chị nói chuyện nó ngoài quê tiền luôn. Bó tay. Ok, bây giờ nè, mình hai màu khác nhau. Một cái màu xanh lá cây và một cái màu xanh này kia ha. Bây giờ mình làm qua bên đây, mình làm rắc này nha. Mò bồ nhúng anh. Cái này là mò bồ. Bây giờ rắc này. Bây giờ mình làm nhúng nè. Mình sẽ làm màu nhúng nè. Đắp bột thôi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm hai cái màu nhúng nè. Nhìn không, mò bồ cái đó là xong rồi đó ha. À, cái đó là chỉ có một cái đó là xong rồi, mình lát mình bỏ bột clear lên. Mình bỏ bột clear lên là mình xong. Này. Bây giờ mình lấy cái cọ rắc, mình rắc này ha. Đây là những cái mà mình muốn làm rắc thì mình sẽ rắc nó. Rắc trong trước ha. Tùy theo mình thôi. Mình thích rắc trong trước thì mình rắc, mình muốn thích rắc ngoài rất. Nghĩa là mình không có bị giới hạn. Nhưng không bị giới hạn, mình muốn rắc sao mình rắc à. Con nó cũng ác lắm, nó muốn nhìn trước rồi mình mix rồi đủ thứ. Nó không chịu. Cũng khổ. Rồi còn những cái ví dụ bây giờ màu mình bởi vậy mà cũng mệt lắm chứ vậy. Cũng làm mẫu cho nó coi, làm đã đời chứ nó không thích. Cảm ơn. Cái tay mình rác nó không có đẹp. Chịu hơn. Cái này anh bán bột đi đôi một cặp luôn hay là để có mình bây giờ chọn. Bây giờ như này anh chỉ muốn lựa sao cũng được hết, bán một lựa xong được hết là cứ là cái giá retail của nó xong đó là mình sẽ bớt được 20%. Bột mình sẽ bớt được 20% trên cái giá retail của ngày hôm nay. Ha.
Cái bồ này đâu có nước sơn ha anh đây mà. Dạ không. Trời, cái này làm bột không là chưa xong nữa. Làm bột thì chưa xong nữa, chưa dám làm nước sơn đâu. Tại nước sơn khó làm lắm. Ha, mình phủi bụi đi nè. Okay. Bây giờ cái bột này là bột clean đúng không? Có nghĩa là cái tay này này, mình làm coi như là mình xong rồi đó. Nhưng mà phải nhúng bột clear lên cho thôi là mình dũa nó bay đi hết. Làm lần nó ra. Hết bài luôn rồi đó phải không? Anh chị hết ngón luôn rồi phải không? Đó. Nghĩa là hồi nãy giờ là có bao nhiêu là cái đó, bao nhiêu bí quyết đè ra tay của chị này với chị kia rồi đó. Đè ra bao quốc hết này, nhưng mà còn nhiều bí quyết chưa có làm stem, chưa có cách kiểu, chưa có kiểu. Còn nhiều lắm, chưa có xong. Con sử dụng còn... được con góc bí kíp của anh thôi. Mấy cái đầu cắt có đoạn của mình đó hả? Rồi bắt đầu thay. Sao em? Mấy cái cắt đó mình đó. Cái này học hỏi. Cảm ơn anh David nha. Dạ, không có chi. Em đã mua hết cái 8 cái màu neon cho anh rồi đó. Vậy hả? Rồi, cảm ơn nhiều. Mua hết màu mùa thu. Màu mùa thu. Em. Chỉ về cần thực hành thôi. Em ra đi mùa thu. Em ra đi mùa thu kìa. Bộ là cứ lên đó mình coi. Mua 6 chai. 2, 3, 4. Nhúng này đẹp. Đắt nó 2, 3. Có gì đó em. Đầu óc mình về mình nhúng sao đây? Không, nhưng mà cái thằng cu này này lật ngược lại nhúng qua lần thôi. Nhưng mà nói cái thằng ông Ray kia cái thằng bạn ông Ray này hả? Ông Ray thì rắc thôi à. Chung là anh làm rồi anh khéo tay nó khác. Có mình làm biết hơn anh á, tại vì mình đi show một tuần mình làm có 2 ngày. Không, nhưng mà anh làm quen rồi, anh không có nhát tay. Còn giống như mà lỏng cộng một chụp này chụp kia ở tiệm lâu lâu người ta làm con lành lành gặp cái con nào mà nó hơi mắc dịch chút xíu nữa là càng khớp nữa, người ta càng khớp. Chứ còn anh mà nhanh làm rồi thì anh giống như màu friend đó, anh thiệt là trắng là SY là thẻ trắng đúng rồi. Cái đó là có hai cái có loại American. Đúng rồi, có hai cần hai hũ đó. Hai hũ đó mới là những cái màu ôm kia là đủ rồi. Ông Ray Pink and White là màu American ha anh, với Pink hả? Đúng rồi. Nhưng cái đắp nó cũng đều nhau hết hay là cái đắp nó đậm hơn, nó đẹp hơn. Cái đắp thì bột nó ra sáng hơn chút. Nó sáng hơn là đắp. Đắp thì nó đều hơn. Đắp thì nó đều hơn nhiều đúng rồi. Bây giờ muốn hỏi cái đó thì nó ra. Cái đắp thì nó đậm hơn là vì lý do mình đắp nó dày hơn. Mình đắp thì nó mỏng hơn. Mấy cái này nhìn quá đẹp. Mẫu nhà. Thì em lại thấy nhúng ra đẹp hơn là em đắp. À vậy hả? Em mua nguyên bộ về á, em thử á thì em lại thấy em nhúng cái tiếp kia là cái tiếp này là để dùng để cắt. Cái không được em. Cái đó mình dip mình cắt không có được. Nó có móng sâu móng đẹp bởi vậy. Mà 10 ngón tay nó nhiều khi có cái. Rồi ok, mình add TBD nha mấy bạn. Nó lại là không được. Hello nè T. Hả? Add TBD là có màu khô không anh? Khô chứ. Nó phải khô chứ, không khô đâu có làm việc được. Rồi sau khi mình ấy xong là mình dũa nó này, mình bỏ ATPR vào mình dũa đi nè. Nhiều khi mình ATPR mình chưa có đủ khô đó, nó còn hơi ướt thì nó hơi mềm ha. Đúng rồi, làm xong cái dũa không kịp khô. Rồi giờ cái cọ khô nè, đúng rồi đó. Vậy cái cọ tại sao bị cứng? Sơn siêu lợi xong phải chùi hả? Không có, không là không chùi luôn. Chưa tới bí quyết đó hả? Cái màu trắng ở trên đó là clear hay natural? Mình lấy clear thì nó trong hơn, cái natural nó hơi đục. Sao cho em hỏi sao mà giống như mấy cái bột mà neon này đẹp quá trời mà sao cái hãng nó không làm nước sơn hả? Không có. Nước sơn neon thì làm ra match được. Những cái màu khác làm ra ý em nói giống như là mấy cái màu mà sáng mà đẹp á, những cái bột á, mà sao hãng thì sao hãng nó không làm. Công ty này hay là công ty khác? Công ty này người ta không làm nước sơn. Nhưng chứ còn mà ombre ông gì thì em không nói rồi, tại vì đâu có làm được nước sơn kiểu đó. Đúng rồi. Nhưng mà ý em nói là cái bột á, có nhiều cái bột cái màu nó đẹp. Ừ, đúng đúng. Khổ một cái là em muốn kiếm nước sơn thì nhiều khi lại kiếm không có mới khổ. Cái nước sơn á
nhiều khi á mình làm ra 5-7 màu mình bán ngoài chục mua. Nó muốn làm như vậy nó muốn sơn cái khó màu. Cái là mình phải làm ra, mình phải làm ra ít nhất phải làm 100 màu. Mình phải tìm lên nữa. Trời ơi, nhiều con nó ra ngoài trời nó đứng nó soi dưới ánh mặt trời. Nó xài thì nét mà không có màu gì nó ra ngoài trời nó đứng nó soi cái tay cái chân nó trời nó mày chập một chút xíu thôi. Đúng rồi. Nhiều cái màu bột. Nhiều con mắc dịch vậy. Phải con nào nó cũng ok. Khoái màu bột mà khổ một cái là không có màu nước sơn. Nó không có mát đâu. Đúng rồi, nó khó mát quá, đâm ra công ty người ta không làm. Tại vì cái màu mát nó không có dễ làm đâu. Mười bao nhiêu công ty nói là match nhưng mà tự ra bây giờ nó không có match được. Là cũng không phải là 100% nhưng mà cũng được khoảng 90-85% thì nó cũng ok. Ờ khổ cái là có nhiều người chấp nhận như anh thì dễ quá rồi, có nhiều người không chấp nhận. Khổ cái là vậy. Cái là giờ khách nó cứ là ba bụng nhúng mà nó kêu nước sơn trời mà nội mà đi kiếm không mất thì giờ cũng chết. Đâu có kiếm nước sơn mà kiếm hoài không thấy cái nào nó giống. Không giống à, nó cũng khó ha, cái đó cũng mệt đấy chứ. Gặp biết nói tiếng Anh còn nói cái dịch cho nó nói cho nó nghe được, không biết tiếng Anh thì đừng có ngờ. Vậy mà nhìn cái bột nhúng thì nó đẹp quá thôi, khổ là khổ vậy. Nó làm nhiều cái màu neon mà nó sáng, mà nó sáng quá, không có nước sơn. Thường thì anh tới phiêu anh ngâm ra hết hay là anh phiêu anh? Không có làm phiêu. Làm dip không có làm phiêu. Làm dip là phải tháo ra làm lại bộ mới hết. Bột này làm phiêu nè. Phải follow theo cái màu này thôi. Follow cũng được, không cần follow cũng được. Cái này mình phá xuống 60% mình phiêu lại bình thường không sao hết á. À. Nếu mà màu đậm mà nó muốn phiêu lợt thì phải phá hết. Thì cũng phá chứ đâu cần phải phá hết đâu. Trời ơi, làm bao nhiêu năm nay rồi. Đâu cần phá hết, phá 60-70% thôi. Trừ khi là màu đen á, mình đổi lại thành màu trắng á thì cái đó thì ok, thế là khó. Chứ còn màu đậm hay màu nâu mình lại mà bỏ lại màu hồng có sao đâu. Phá 60% thôi. Màu này mà giờ muốn làm phiên ngàn quay ombre thì phải phá cũng 60 thôi. Trời ơi, phiên quay ngâm ra chị ơi. Chị ví dụ từ cái màu này mà ra phiên quay là ngâm ra đi. Màu với màu thì ok. Ok. Đừng có nói pha phiêu nữa, ngâm ra đi. Tại vì nó phiên quay mà cái màu xanh tím ở dưới là khách Trung Quốc mình liền luôn. Cái bột mày là nhúng ngâm mau không? Cũng mau chứ. Nó mau ra 7 phút tới 10 phút. Là ráp á hả? Ráp. Nhưng mà trước khi ráp á mình vuốt sơ cho mặt đi chút xíu rồi ráp đó. Vuốt cái lớp rồi treo thóp rồi đi chứ không có nó ra đâu. Phải vuốt cái thóp. Vuốt cái treo thóp mới đi. Cái sai thì nó ra màu được. Giống như treo thường, treo lời treo kho cũng vậy, bắt buộc phải vuốt. Lâu lắm. Không bắt buộc phải vuốt rồi, mình phải vuốt cho nó mỏng đi là mình làm cho nó ra. Rồi có nhiều người bỏ cái khăn nóng lên trên hay là ngâm vô acetone mà nó có cái chén nước nóng ở dưới nó còn mau ra hơn nữa. Ôi nhiều cái móng nó bị móp anh ơi. Móng bị móp là sao? Nó bị teo lại. Nhiều đứa cái móng. Nhiều đứa nó bị yếu, móng nó dài quá đó, móng cái nhiều nó bị ốm á. Nó bị bóp vô rồi nè. Nó co vô hả? Nó bóp vô rồi nè, sợ lắm. Có nhiều đứa cái móng nó đẹp mà nó già giống như nó bị ốm. Nó mỏng quá. Móng nó ốm mà nó bỏ nước nóng với cái nó bóp cái móng của nó lại. Trời ơi, móng nó ốm. Nhiều cái màu này đẹp quá trời, một khổ một cái mới kiếm nước sơn sao. Nước sơn neon không có hả? Có nhiều công ty có nước sơn neon lắm mà. Color Club có nhưng mà nhưng mà khổ cái nó lại ra vẫn không giống nó khổ chứ. Rồi vậy. Phải tự tựa thôi chứ giờ mày muốn exactly sao được. Nói chứ từ bột mà qua tới sơn khó khăn. Từ bột qua tới sơn khó lắm. Mấy cái bột này, mấy cái bột neon này có nhiều cái màu nó đẹp quá trời. Khó làm lắm, không có làm ra được. Anh nói cái màu bột nọ OM39B. OM39B đúng rồi. OM39 nha. Chứ đừng có OM93 nha. Ủa sao con cái không làm? Hả? Em làm bột lên. Anh David lúc nào like cũng không thấy được gì. Dạ, để đưa cái tay vô trong. Sorry nha. Tại vì nhiều khi làm không để ý đó em.
để nếu mà để xa ra thì có thể là nó ấy hơn. Rồi được chưa, giờ thấy rồi chưa? Thấy thì giờ là nó xong rồi. Coi buffer thì em biết rồi. Rồi. Con em nó cũng biết bắp nữa. Rồi bây giờ bột nhúng đúng không? Bây giờ tại sao người ta nói là bị cứ kêu là bị cứng, bị hư cái cọ đúng không? Bạn nó muốn học mấy cái nhiêu nghề ngón gì đó thì học học làm đắp ombre rồi dạ. Làm stem này kia đi ha. Dạ. Rồi ok. Rồi chơi luôn. Hết khách lãnh chị. Mua hết rồi hả? Dạ, mua hết rồi thôi khỏi học. Dạ, thôi khỏi. Cũng vậy à, mua đồ rồi khỏi học. Quan trọng là có người mua đồ hay không, còn học thì lên trên kia YouTube. Rồi ok. Thì bây giờ như vậy này, cái ngón năm mấy cái ngón này là cái ngón tại sao mà cái chai số 4 của mình nó bị hư? Số 4 đâu? Số 4 nó bị khô. Như vậy này. Mình sẽ sơn cái siêu là lên. Nè, cái này là cái activator ha. Đó, mình trên chai activator lên. Đó. Đó. Anh có bán mấy cái này không vậy anh em? Cái đó không biết, nó hỏi supply đây, chắc supply đây có bán chứ. Rồi sau khi mình bỏ cái activator xong, mình chịu khó mình chờ khoảng 1 phút trước khi mình bỏ cái số 4 lên. Mình bỏ cái số 4 lên liền nó khô, nó hư, nó cứng cây cọ, ok, chứ không phải là công ty của người ta làm đồ hư đâu, tại mình làm hư đó. Nè, chứ không phải làm tay kia xong qua tay này nó khô à? Không à. Giờ đây số 4 đây nè, ok. Cái lớp đầu tiên á, nó quan trọng là như vậy nè. Trời, anh lấy cái giấy đó lau thì cũng như không. Lau cái gì? Lau tay. Ai lau? Trời đất. Chị này sao hay dữ ta? Tao không thấy trên đó nè. Chị đó lau. Không có lau đây nè. Bỏ cái siêu lờ xong rồi lau thì đi. Cũng được có sao đâu. Ừ. Nè bây giờ chị lớp số 1 nè, 1 nè. 2 nè. Ok. Sau đó chị chùi xuống đây nè. Tại vì chị cần sợi giấy sạch này này á, để chị chùi cái thằng này nó vô, nó khỏi dính và hư cái cọ của mình. Cái giấy này nó dơ như vậy mà chị cầm mà chị quét nó xuống đây, bộ nó dính vào đây là hư cái này của mình. Hả? Ok, cái lớp lại chị làm lại nè. 1 nè. 2 nè. Ok, 1 nè. 2 nè. Ok, rồi chùi nó vô đây sạch đi nè. Thấy chưa? 1 nè. 2 nè. Đó. Có nhiều người ta lấy giấy người ta chùi đi cũng không sao hết á. Tại vì chùi đi để cho nó khỏi bị hư cọ người ta chứ có gì đâu. Bình thường mà. Chứ sao đâu, bình thường mà. Người ta dạy cho mình làm cái kiểu đó. Mỗi người có một cách kiểu làm khác nhau. Ok, chị thích làm kiểu nào thì mình chỉ làm kiểu đó. Miễn sao làm đừng có hư cái này của mình chị thôi. Cái quan trọng là chị bị hư cái này đúng không? Chị làm sao đừng hư cái này thôi. Ok, cái lớp thứ hai á, mình lên á, mình chờ, mình cũng phải chờ thêm 1 phút nữa, mình làm lớp thứ hai. Cái lớp thứ hai mình làm lên nè. Ok, mình có quyền quét đi quét lại nhiều lần. Và mình lên xuống dưới này luôn. Thấy chưa? Cái lớp thứ hai này thấy chưa, mình có quyền làm này. Đó, thấy chưa? Cái lớp đầu tiên đó mình không có nên làm như vậy. Cay á. Cái mấy chất này nó cay. Chất keo mà. Cái nói organic không, mấy hàng này cứ organic không. Rồi, không, cái này là dạ, công ty này không bao giờ nói cái hàng của mình organic hết. Tại vì cái hàng này là hóa chất chứ không phải organic. Tại vì keo, không có keo nào mà organic được hết cả. Dạ, make ở bên USA chị. Dạ. Chứ bột làm sao mà organic được. Bột này nó làm từ cái gì ra? Dạ, dạ mình không phải là họa sĩ, mình không phải là chemist, mình không biết làm từ đâu ra hết. Biết sản phẩm này là đã đắt nhìn nè. Nương, nhìn nè nương. Này nhúng không phải đắt? Nhúng. Phải mua trước rồi mới nhúng sao? Dạ. Phải mua đồ của anh trước rồi mới nhúng, mới nhúng. Cái này là chỉ chờ khô thôi phải không anh? Cái này mình không, mình chờ khoảng chừng tới 3 tới 4 phút thì nó sẽ khô. 3 tới 4 phút thì nó sẽ khô đi. Ha. Em nhìn đường xuống. Ok Anthony, kênh đường xuống rồi, chút xíu gặp nha em trai. À, không có chi à. Rồi ngồi xuống đi em. Tại em có màu sẵn. Không sao đâu, anh phá xuống hết làm được hết. Đó, ok. Đây này có gel đúng không? Dạ. Này, gel thì mình sẽ lấy gel mình ra mình phá. Đây này là nhúng.
không tại không phải là đẹp hơn tại vì cái màu nhìn nó đẹp. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang có một bàn tay này, là bàn tay này có treo. Đúng rồi, bàn tay có treo. À, mình sẽ phá treo xuống ha. Treo này coi một là hơi cứng nha. Bột á. À, cái này bột đít chứ không phải treo hả? À, bột đít. Rồi, ok, thằng nào thấy nó cứng hơn hơn nãy. Này không sao hết. Bột đít thì mình có đồ nghề khác thôi, không có gì hết á. Tại vì cái nào mà nó treo thì nó mềm. Nó mềm thì mình sẽ phá theo kiểu khác. Cái cứng thì mình sẽ phá theo kiểu khác. Ví dụ bây giờ mình có một người khách đi nha. Họ vô họ muốn làm fill hay là muốn làm full set nè. À, nếu mà có thời gian thì mình ngâm ra cho người ta. Mình người ta không có thời gian, người ta phải đi, tại vì người ta phải đi gấp, nhưng mà người ta muốn làm bộ full set thì đây là một cái cách là mình phá nó xuống ha. Mình vừa phá vừa ngâm nó cũng được mà không? Mình phá bên tay này, mình qua bên tay kia, mình ngâm tay bên kia. Thì nó mau được chút xíu. Đúng rồi. Tại sao mà làm treo mà làm deep mà bỏ treo lên? Tại vì cho nó bóng. Cho nó lè, cho nó dễ hơn nữa. Mấy là mình là thợ mà mình làm nhúng, mình làm cái chai này là acetone vô là nó mờ đi hết. Đâm ra mình bỏ treo lên cho nó chắc, nó khỏi bị rớt ra. Lên nhiều khi nó bị hút cái móng á, có khi nó bị hút. Đây mình đeo để mình làm. Không không, em thấy trên mạng có người bỏ treo lên mình từ đêm. Hỏi em thấy nhiều khách đó, nó không muốn bỏ vô đèn đó. Thì mình đã nói là natural rồi, mình đã kêu là không có xài đèn để mà đồ đèn. Thấy không? Đồ đó nếu mà yếu yếu rồi không sợ ấy đó. Đúng rồi. Đầu dầu đầu dúa này nó chế ra cho người mù á. Này nó nhà máy nó chế ra cho người mù á. Người nào mù. Rồi bây giờ chị đi trước, rồi lát nó vô nhà chị Minh gặp nhau cho em. Ok. Hay là lát nó đi ăn rồi rủ nhau tới nhà Vĩ Hương ăn cơm phòng nữa. Ok nha. Nãy giờ anh Tú sao không được. Mình còn ăn chưa đói nữa. Đi ăn đi. Không có offline. Làm cái này với cắt thôi. Tiệm ngày hôm nay đóng cửa. Dạ. Cửa đóng đường ngày mai luôn. Ngày mai đóng cửa luôn, nó 2 ngày. Ờ, đúng rồi, lâu nghỉ ngay cho nó khỏe. Chứ chị ngày mai có làm không? Em đâu có làm nail. Ủa không làm nail mà sao lại ngồi ở đây? À là quên lọt chủ tiệm nail, quên. Không phải chủ, đi coi cho vui thôi. Thích anh David đi coi cho. Ở vậy ha, trời tốt ghê. Lái xe 6 tiếng đồng hồ lên. 6 tiếng luôn? Yeah. Wow. Thấy ảnh trên mạng nè. Thấy hoài ngày nào không ấy. Phải không đó? Trên Facebook nè. Trước khi đi ngủ phải coi trước. Anh trời ơi. Mê anh lắm. Trời ơi, nghe đã chưa? Ủa, vậy là khoái live stream rồi gì? Có thời gian anh làm promotion của chỗ LA mà của thằng gì ANS hả? Cái đó là của thằng Tico hay là? À, không, hồi xưa lúc trước mới ra đó thì làm bên Alpha Phà. Giờ anh hết rồi hả? Rồi hết rồi. Rồi mình tự lập. Rồi cái trên North Carolina của anh đó hả? Nên North Carolina là đại lý, cái đó là chị đó là bây giờ chị thay thế đó. Ok. Mấy người có tài như anh tự làm lấy cho nó khỏe. Anh giống như anh Trang Nguyễn ấy nhỉ? Dạ, Trang Nguyễn cũng là bạn. Nhưng mà anh Trang giờ đâu rồi, bên Korea hả? Nó có, ông ở Texas á. Texas, nhưng mà cái hãng đó nhấn làm là từ bên Nhật. Không biết kìa rồi, bên lột bên đó không biết ông có bị ảnh hưởng gì không? Tê tư luôn. Trời ơi, bạn không gọi à? Không. Bạn không gọi. Sorry đi, tôi bận làm có bạn ngoài đời nhưng mà nó kẻ thù ở trên thương trường. Ra làm ăn là bắt buộc phải có động chạm. Thấy anh David trong gì Alex Trương. Alex à? Alex nó đang ở Việt Nam, nó chưa về. Tuần sau có về Orlando rồi. Đúng rồi, tuần sau nó dạy lớp bên đó rồi. Khi nào anh về Orlando vậy? Giờ mà mấy cái lớp dạy. À, không có giờ luôn á. Nhiều người giờ đi nhiều quá. Thôi coi, về đi chợ dạy mấy trăm đồng tiền đâu học. Trời ơi, mình đi học, mình mới học được chứ, trời đất ơi. Coi vậy đâu, mình nhìn đâu, mình sao mình có làm đâu mà là học được. Mình học được phần nào thôi chứ, mình đi học mà nó tốt hơn chứ. Mấy ngàn hả anh hả? Ừ. Nhưng
mà có con cái khổ, học thì học 2-3 tiếng thì chị đâu có nhớ, đâu có học, nhớ học được 2 ngày cứ dồn được cái gì dồn vô đầu. Nói chung gì học mà học có tiền học hay không có tiền, nhưng mà quan trọng là cái tiệm có khách để mà làm cái này hay không á, hiểu không? Hay làm cái này trên để anh bán bột này nọ thì đó cũng ok. Nếu mà có người, cũng có nhiều người họ cũng theo, họ học trên Facebook không à? Không, nhưng mà người ta khéo là ta nhìn ta biết à. Được cái là anh làm để anh quảng cáo bán bột, cái bán cái sản phẩm của anh. Cái này nãy form trời lắm, form đẹp lắm nha. Ờ anh đi về cái form nó mua đâu anh? Cái form nó ở Amazon. Amazon để lấy hàng hoa mini hả? Ờ Amazon. Không, không, nhưng mà thiếu đâu cần phải mua thằng này, mua thằng khác. Nhiều thằng nào làm ra cũng được hết. Có thằng của ông Trang á, của ông Trang ông có cái loại form nó đẹp lắm. Mà mua trên mày Amazon luôn hả? Ừ, trên Amazon. Trên ông Trang á, ông Trang thì xong lấy trên Amazon bán không, nhưng mà có nhiều cái supply có bán đồ của ông. Hiệu gì của anh Trang là hiệu của anh Trang hồi hiệu là ONS. ONS. Ờ, ông làm ra cái form khá đẹp, khá tốt. Đẹp thì không nói, nhưng mà có dễ mà gắn chưa đẹp chứ, đẹp chứ, tốt chứ. Đấy, mình không tốt mình không giới thiệu cho còn cái này là trên Amazon có hả? Cái này trên Amazon có cái hũ này là 1.5 à, hai hai em hai em hai professional thì là em thấy cái này tròn tròn này nó không đau khách ha. Đúng rồi, nó chụp lại nào cũng đau má. Không phải là chị với ăn thua cái tay mình dụ quá, nó vàng á, như là nó vàng quá rồi. Cái này nó cũng không thì đó nó cũng đỡ kia. Nó đỡ hơn. Dạ. Không với lại anh dụ quá, anh quen rồi. Rồi. Cấn ngay chỗ này. Anh kêu có nóng thì cũng nóng tay mình thôi, nóng tay ảnh thôi. Đâu, đâu sợ, đúng rồi. Đâu có nóng tay đâu sợ, lo gì. Mà em kêu không có nóng tay em thôi. À, cho cái thùng rác, bao rác này không cho cái bao rác nữa. Bao nhiêu bao nhiêu. Lấy mô tô 1 triệu hay mấy triệu? Em coi nha. Chạy chạy. Rồi, cứ đổ rác đi, mình đổ rác nó vô, nó sạch sẽ. Có đi qua đó không? Bà chở qua đó. Có đi không? Có đi qua Hồng Kông, đi qua về lâu uống nước hay gì không? Mà mì còn ở đây lâu lắm á. Rồi chút nữa về, rồi dầm lại. Hôm nay mình còn ở đây cả ngày luôn. Thoải mái đi. Em... Ngày nay thôi hả? Ngày mai không? Ngày mai luôn. À, hai ngày luôn. Lễ này mấy người... Hai ngày luôn. Bà con hôm nay mà ai mà lễ mà nghỉ làm á thì... Năm sau vậy anh có vô hội chợ anh quảng cáo không? Năm sau hội chợ ở đây có hội chợ không ta? Hội chợ mùa thu năm nào cũng có. Hội chợ ở đường nào vậy? Chỗ ngay chỗ Bill Brown đó. Ồ, thà nào đi tìm ngoài tìm không? Ở tìm ngoài tìm ra. 102 là gặp liền. Ngay chỗ nhà thờ. Lớn lắm phải không? Chiều nay anh vô coi các ca sĩ nè. Chiều nay hả? Tối nay là final rồi. Tới 12 giờ rưỡi. Ồ vậy hả? Ồ, có lý rồi nha. Mua vé số chung. Có karaoke không ta? Có hết, có đủ. Có ca sĩ. Ồ vậy hả? Ồ vậy là tối nay đi được á. Vậy năm sau anh đó bán đồ ăn nhiều lắm. Rồi vậy ha. Tối nay tới ăn. Ôi có lý ha. Vậy tối nay tới tới nhậu dê rồi thịt dê. Wow đã vậy ta. Rồi tối nay vậy là tối nay tới ăn. Vô trong đó anh làm show trong đó. Hồi năm ngoái SNS vô làm, năm nay hết rồi. Ủa tại sao vậy? Chắc ế quá hay sao? Có hứa với cha là năm nay trở lại mà năm nay. Thật hứa với cha luôn. À đi lên đó đi lên trên khu khán đài nói mà. Nè, form nhấn form này, bóp hai bên vô này thấy chưa? Xin lỗi anh. Kéo nó vô này. Form này hay à. Form này good. Form này ok à. Nè, chắc không? Form này ngon hơn cái không, mấy cái form này á làm nó dễ làm lắm. Mấy cái form kia nó khó làm hơn nhiều. Về đây muốn coi gì? Nó không có đều. Anh lấy vô. Đẩy vô chút xíu nha, đẩy vô xíu để cho bà con thấy, cho bà con mắt còn la lang mình nữa. Đúng rồi, có nhiều người đang ở nhà coi. Nhiều người nói trời anh làm không coi không thấy gì hết trơn chứ, tại vì mình không chịu để ý. Bưa cái form vô này. Này ôm vô đây thấy không? Đây là cái móng này là nó có bột sẵn lúc trước đúng không? Bột đít đúng không? Mình tháo, mình phá nó ra, bây giờ mình làm dài ra, mình để làm khách làm dài ra, mình làm design nè. Mình làm những cái kiểu design. Vũa đã lắm cha, chú xí thịt cha, vũa mấy cái bộ cờ đây. Nó đẹp gì đâu. Bây giờ chị theo tay chị bị nóng quá trời. Hả? Anh vũa nãy giờ đau tay chị quá trời, chị nóng giật luôn kìa. Chị áo yếu pin này mấy lần. Tắt
tắt nữa bay nữa nếu mà bên ấy bên ấy là vậy cái này thay vì mấy đứa nào mà nó muốn làm móng dài thêm chút xíu mình đâu cần gắn thiếp đâu cần đâu mình làm form này cũng ok gắn dây chân ha còn nhiều khi mà gắn trời form gắn tay chưa xong gắn chân gắn chân sau gắn em gắn chân lấy form gắn chân luôn chị quá dữ cái này mua đâu anh khó lắm Amazon Amazon mua được cái form này á thí dụ bây giờ khách nó vô mà nó gãy ngón hai ngón á mình đè ra mình gắn hay là nó mất góc này kia đó mình cứ đè form, bỏ form như mình làm và gắn tiếp tại vì mình gắn tiếp vô mình phải đắp cái thêm cái lớp kia cho nó đều đó. Cái hõm ngay đó đó, đó. Ừ. Còn cái này là nó có bỏ như thế gắn này form này gớt nè nó vô nó gắn không rất là đẹp rất là đẹp form harmony form của ONS nhiều cái form quần trang màu nó hơi đỏ cũng đẹp quần trang là đẹp đứng ngay đây gần qua gần đi chút nữa cô gọi qua rồi rước cô đi qua bên nữa. Ok nha bà con bây giờ là hiện thì tại như vậy là bây giờ cái bàn tay này người khách chở vô đang có móng David mới phá xuống David phá xuống xong David bỏ cái form lên rồi David sẽ làm cái bỏ form lên là David sẽ làm cái hôm nào tính nó vô Amazon kiếm rồi mà nói là cái này là vô Amazon nó đánh vô cái chữ nail form. Cứ đánh vô cái chữ nail form đi nó hiện ra một đống nail form luôn, đủ loại luôn. Thấy không mà làm. Tính ra gắn cái form này làm ngon hơn là khỏi mất công mình gắn thiếp không? Đúng rồi, nhưng mà đây này này là coi cái gắn cái form này mình làm á. Mình làm mấy cái style quá, mình cắt cái shape á. Mình không cần phải vuốt nhiều. Đây là một cái cách mình sẽ dùng cái lưỡi lam mình cắt nó. Đây lưỡi lam đây. Mình cắt nó là mình không cần vuốt nhiều. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy những cái màu lúc nãy mình dùng tới là coi như những cái màu gọi là cái màu mùa thu này. Lúc này người ta đang làm nhiều những cái màu này. Cái này chỉ cho đắp, ý chỉ cho nhúng, ý đắp thôi chứ đâu có nhúng được hả? Màu này màu số 12A cô. Cái này đắp hay là Cái này mình đắp. Đắp thôi chứ nhúng đâu có nổi đâu hả? Này đắp, nhúng mình không có làm kiểu này, nhúng mình phải làm kiểu khác. Nhúng mình làm kiểu khác. Và bây giờ mình sẽ dùng những cái đầu mình sẽ dùng những cái nhớ bác phone đó. Đây bạn. Rồi anh ok cảm ơn. Ngày hôm nay là như vậy này, ngày hôm nay mà có ai mua những cái đó mình có đồ tặng nha. Tặng cục này. Cục stain. Những ai có ai mua những cái đó mua mua hai miếng đó tặng một cái này. Cái gì làm gì? Dạ, đây một cái này. Tặng một cái. Đây là anh đi ngoài. Dạ, đây này, để chút xíu làm cho chị coi, làm cho cô coi. Để cái này chắc em mua mấy năm về em chưa xài. Tại sao? Lý do? Tiệm tao Mỹ trắng da không có con nào nó xài đâu. mình bây giờ nó nhúng tao là phiên ngàn quay với màu đỏ. Này, đây bây giờ đây bột đó. Mua từ hồi anh làm bên LA Nail tới giờ. Ồ vậy hả? Từ hồi LA Nail tới giờ là cũng là khá lâu rồi đó nha. Lâu lắm rồi. Khá lâu, lâu rồi tới đó. Tới luôn. Khiếp hồn. Mình lấy hai cái màu này nha. Dạ. Ok. Cái màu này là cái màu 12A này. Ok. 12AB. Nè, 12A. Mình thả cái cục bột. Mình thả nó xuống. Dạ. 60%, 70% trên cái bóng. Yeah. Sau đó đó mình cho cái chỗ này mỏng thì là mỏng lại này, ok, ha, cho nó thịt mỏng lại cái đó. Yeah. Sau khi mình nó mỏng xuống đây này, ok, cái bột nó không chạy đi đâu hết tất cả, mình đừng có lo, mình sẽ vuốt nó sẽ tới thôi, ok. Bây giờ muốn lấy shape coffin hay là muốn lấy stilettos? Coffin đi. Coffin nha, rồi lấy shape coffin thì dây đây, ok, mình kéo nó xuống, mình nhìn từ trên đây này xuống này nó thẳng xuống đúng không? Yeah. Ok. Thì lấy xếp thẳng thì là thẳng luôn này, ok, kéo xuống, lấy nó ôm nó vô không? Cọ 16 sao nhỏ dữ? Đúng rồi, 16 nó thon, cọ 16 thon. Hay đắp cọ nhỏ hay em đắp cọ bự không? Trời ơi, cọ này là nhỏ, cọ này là lớn rồi đó. Thường thường là đắp cọ số 10 không á? Dạ. Nha. Đó quá. Này là hơi cái cọ là hơi lớn. Em thì thợ ghè. Nè. Rồi sau đó này, sau khi đó ha, mình mình lấy cái mình lấy nó cho nó ướt ướt chút xíu cho nó sạch cái này đi, không có gì hết. Ok.
cái. Như này em nghĩ là mỹ trắng, mỹ đen mình có nó có bền không anh? Nó có lá ngon không? Cái nào? Cái xếp này à, cái form này hả? Nó cũng giống y chang nhau à. Nó khác thế nào hết trơn á. Nó cũng bền, nó còn đẹp hơn nữa, nó còn bền hơn nữa đó. Không đẹp thì mình không mấy mà mình cái bền. Nó bền, chắc chắn nó sẽ bền. Dạ, ok. Nè. Nào mình lấy này. Mình làm như vậy đó. Để mình khỏi phải tiêu á, đúng không? Thấy chưa? Mình cố gắng lắm, mình làm đẹp từ ở chỗ đây này. Thấy chưa? Sau đó đó mình bỏ màu khác lên thì đâu phải tốt con dúa gì nữa đâu. Nè bây giờ này mình bỏ cái màu, bây giờ mình bỏ cái màu này là cái màu nude vô này nha. Ok, màu nó gọi màu nude á, màu nude nó pink vậy. Nude thì nó nude, nó có nhiều loại trời ơi, đâu phải là màu nude là nude đó. Nude pink thì nó ra nude nude thôi. Cái này là OM8B đó. Này kéo xuống này. Đi mới đúng. Đây đi. Đây cái tiếng Việt luôn đây cũng biết. Thì nè. OM 8B. OM. Dạ. Đó, vậy đó. Em thank you anh. Nè, bỏ xuống nè. Chút xíu đó mình chỉ vuốt sơ cái cuticle này thôi là mình sạch rồi. Bây giờ mình lấy cái bột clear, tại vì mình có chút xíu bột clear mình bỏ lên để cho nó nó 39 OM 8B đây, bột clear đây. Ok. Nè. Anh David ơi, bột chizo bao nhiêu vậy anh? Deep với đắp được không? Thi Thảo Phan, bột chizo đó là nó có 3 giá, một là 15 đồng, 16 đồng, 17 đồng và 18 đồng. Và mình đắp được luôn và mình dip được luôn, mình làm được cả hai nha em. Nha, tùy theo. Em thích dip thì em dip, em thích đắp thì anh đắp. Bây giờ là anh đang đắp này. Nè, bỏ cái clear lên. Ok. Bây giờ này mình sẽ làm cái màu mình sẽ làm cái màu đen và màu gold nha. Bây giờ là màu đen này. Anh trên này nó mỏng, có bị gãy ngang cái chỗ này không? Không, chỗ này nè, chỗ này nè. Nó mỏng không? Mình bỏ chút xíu bột clear lên. Nếu mà nó mỏng thì bỏ clear lên. Nè. Nó bị cứng dẻo để lâu được chứ. Bột rất là dẻo. Kéo xuống ha. Bây giờ đi qua bột. Đâu rồi coi con coi. Cái bột này là natural, nó là clear, nó là natural là cái base clear nó được rồi. Nó cũng là clear đó nhưng mà làm cái base của nó. Cái này là clear này, cái này là clear. Cái này là white. Bữa này lấy gì? Nè, bây giờ mình lấy cái màu màu đen ha. Dạ, khoan để một chút con. Này màu đen này. Cũng y chang mình luôn, mình bỏ cái màu đen nó vào khoảng chừng y như cũ vậy đó. Sau đó lúc nào cũng vậy mình làm này. Cái bột nó nằm yên này, không? Nó không có chảy mà nó không có khô. Đó, nhưng mà mình làm thì nó lại đi theo. Cái này là mình gọi ombre á ha. Cái này mình sẽ làm ombre này. Ok. Mình sẽ làm màu đen này. Ok. Màu đen này đó. Ombre màu đen á. Nó là màu đen, nó là màu đen thôi. Cái số của nó là OM44A. Đen này có shimmer. Nó có shimmer, đúng rồi. Này, hay vuốt nó xuống này thấy chưa? Cứ vuốt nó xuống. Thường làm bộ ombre ăn nhiều anh. Ombre anh hơn trắng hồng năm đâu? Màu anh ăn. Một màu không hả? Một màu mà đắp bột không là anh bằng trắng hồng rồi. Còn nãy anh được cái màu này là cái màu số mấy? Màu này là màu 24B. 24B đúng rồi. Nó 12B là 12A. 12 2 là cái này cô. Hai cái khác nhau. Đắp một hồi cái mình đẩy nó xuống. Là bây giờ mình lấy em order ở đâu? Em đang ở đâu vậy? Lấy lên. Em đang ở đâu vậy Thi? Anh cho chị em tới chỗ đó mua. Cái đó là 8 gì đó. Nè.
Đó, lấy nó vào, thấy không? Cắt cho nó gọn vào. Nè. Ngày mai cũng mở cửa mà phải không anh? Giờ mình lấy cái màu gô này bỏ lên trên ha. Tím mà, nè. Màu gô này. Melon. Nè, đẩy sát vào cái decor này thấy không? Đẩy sát vào này, nhưng mà đừng có đụng nha. Mình giữ cho cái độ tròn ở cái decor cho nó tròn cho nó đẹp. Thấy không? Kéo xuống. Kéo xuống. Đắp đừng có để cho cái lông cỏ của mình dính đầy lên trên cái da của người khách. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Nó dính đầy lên trên cái da. Trễ rồi, trễ rồi. Hello em. Đây, vào đây. Rồi. Bây giờ nè ha, quan trọng nè. Bỏ mấy cái bột lia ở trên đây. Ok. Nghiêng cái móng xuống cho cái bột nó chảy xuống dưới. Cái bột clear lúc nào nó cũng hơi chảy hết á. Mình có để ý cho nó làm. El Alabama hả? Em ở Alabama thì hiện tại bây giờ bên Alabama chưa có cái supply nào ở đó hết. Atlanta thôi, Diamond Nail. Alabama em chạy lên đây đi, đúng rồi, em chạy lên Atlanta đi. Diamond Nail. Em anh đang ở đây nè, anh đang ở chỗ này nè. Đó, em ghé vào đây. Em đây số điện thoại này rõ ràng luôn nè, em thấy không? Thấy chưa, cái địa chỉ chưa? Đó, hiện tại bây giờ anh đang ở đây. Anh ở đây vào ngày nay và ngày mai ha, ngày mai có làm không, ghé ở đây chơi đi, ghé nó chạy lên đây. Từ Atlanta lên chạy đây có 3 tiếng mấy đúng không? 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Ồ vậy đâu có xa đâu. Em không chụp 3 tiếng cái đó, tại vì không có khách làm vậy. Dạ. Khách của em thích làm gì? À, làm bếp với món ngắn, khách bị trắng à. À, làm giống em vậy đó. Coi cho vui vậy chứ đang làm mấy bà già không? Rồi. Bây giờ mình làm cái stem đi ha. Làm một cái stem ở đây đi. Lấy cái bột này này. Mình thả cái bột ở ngay đây. Ngay cuticle đúng không? Kéo xuống này. Ok. Nghiêng móng xuống này. Mình chỉ có chỉnh cái bột ở ngay đây thôi này mấy bạn thấy không? Nè, chỉnh nó ngay đây nè. Nghiêng xuống. Các bạn kéo vô sát cuticle thấy không? Kéo vào này thấy chưa? Đắp thấy cục bột nó im quá mà mình đắp không biết nó có giống vậy không? No, bởi vậy phải nói là mình phải canh. Mình phải để ý cái cục bột, mình hướng dẫn cho nó chạy về cái hướng nào nó chạy. Không, ý nói lấy nước thôi nhỉ? Cái lấy nước rất là quan trọng, mình lấy vừa đủ nước thôi. Mình đừng có lấy nhiều nước quá, mình lấy nhiều nước thì nó sẽ chảy, mà lấy ít nước quá nó sẽ bị khô. Nó không chín bột. Đâm ra là mình nếu mà mình làm một thời gian là mình sẽ hoàn chỉnh được cái vấn đề đó. Đó, mình sẽ làm cái mình sẽ được mấy cái đó không sao hết. Nè. Cọ hiệu gì vậy? Cọ này là hiệu chi giò đó, nhưng mà nó cái chi giò nó bị ấy rồi, hết hàng rồi. Này mình dùng cái stem này, vào đây nè. Đắp xong là stem liền được đúng không nè? Thì chờ cho cái bột nó hơi ráo ráo đi chút xíu. Này mình stem mình lấy nó ra nè, thấy chưa? Chanel không được em, chỉ làm ở cái lịch thôi, dip em làm không được. Cái Chanel nó đẹp đó. Ủa cái stem đó có bán không? Em muốn cái em ngày hôm nay nếu mà em mua mấy cái Edger đó, mấy cái đó đó. Nó có tặng stem. Đâu nãy có xài cái đó stem. Đang ướt rồi ảnh lên hả? Em mua mấy cái đó hôm nay nó có cái special. Nó không bán stem không à? Không có bán. Ủa cái đó là cái gì? Cái gì ăn cắp được không? Mua miếng không được. Không được luôn. Hả? Không, cái stem đó. Mua mấy cái kit đó họ mới cho. Mà không xài, mua chi ta? Trời ơi, vậy làm sao xài stem? Cái đó anh nói cái Chanel đó là cái gì? Thì đó mình mua mấy cái stem Halloween á. Halloween sắp tới nè. Mình mua mấy Halloween nó tặng cái này luôn nè. Thôi thấy đẹp gì chứ, không có khách quay cái liệt. Nhưng mà miếng tại miếng thấy miếng cái chữ một miếng stem đó là 2 triệu đồng hộp.
đầy đủ luôn hả? Ừ, nó có nhiều loại tem khác nhau cho nó. Nó là cho Halloween á. Em thấy giống như mình dip nó còn ướt á, mình stem lên được không? No, phải chờ cho hơi ráo ráo xíu em. No, bột dip á, không phải. Không được. Bột dip mà em chưa anh stem lên không được đâu, anh làm rồi không được. Ừ. Dip nó mau khô hơn. À, dip dip không, cái này đắp mẹ. Cái này đắp nữa. Ủa dip phải nào? Khác hả? Dip là khác. Ủa sao nó bột này vừa dip vừa đắp luôn. Đắp vậy đắp luôn. Vừa dip vừa đắp được. Cả hai. Oh, rồi tùy đi luôn cũng được. Đúng rồi, làm tùy đi luôn cũng được luôn. Bột này làm tùy in one đó. Đúng rồi. Mua này khỏi mua bột S&S luôn. Không cần. Bột này là thoải mái. Một mình nó thôi. Làm được cả hai. Xong rồi có nhiều lên. Dạ, ok. À, xong rồi mình lấy giùm mấy cái này được không? Ừ, bây giờ anh đi ăn cơm. Mấy em nó là lấy gì? Dạ. Dạ. Ừ. Rồi sau đó này ha, bắt đầu mình ôm xếp vô này, mình lấy xếp này. Cái người làm nó chắc phải làm cho nó cục mới cắt được ha, nó lục. Ừ, không sao đâu, tại vì nó cắt dù sao đi nữa. Bén nó cũng nó cũng chỉ cắt trên cái miếng nhựa à. Nó chỉ cắt trên cái miếng này thôi à. Anh cho em hỏi tại sao lý do giờ người ta hay xài tiếp trong quá vậy? À, tiếp trong hả? Tiếp trong có nhiều bạn làm tiếp trong nó dễ làm hơn. Dễ làm hơn hả? Ừ. Vậy hả? Ừ. Trong clear hả chị? Ừ, tiếp clear. Nó trong, thiệt là trong. Hồi xưa nó làm cái tiếp đó khó gắn lắm, nó dày lắm. Bây giờ là mỏng. Bây giờ nó thay đổi em chưa thấy là bây giờ nó thay đổi đây. Bây giờ cái tiếp nó làm đẹp. Vậy hả? Hello anh David Pro Ohm. Oh, hello Trương Lê em, khỏe không? Mình bỏ cái bột clear lên luôn. Hello Andy Trần. Cho nó trong á. Một set chi dầu bao nhiêu màu vậy anh? Một set chi dầu là 210 màu nghe Thi. 210 màu. Nhưng mà cái đó là nail supply bán hay là supply bán tiếp trong á hả? Có chứ, tiếp trong hình như là supply nào cũng có bán. Trên Amazon thì nó bán luôn cả tiếp mà nó shape sẵn rồi á. Cái shape nó cắt shape coffin any shape nó bán. Mà mình không biết là nó dày hay nó mỏng. Nãy em thấy anh từ em ở cái chỗ em ở cái bây giờ nhiều lam là cái đó là cái gì marble. Rất nhiều màu không, marble không, bây giờ coi marble nha. Yeah. Thấy yeah. anh trên marble anh cầm cái cọ anh nhuyễn quá. À, quay giống như là mình quậy xoay toe tùm lum phải không? Quậy phải không? Ok rồi, bây giờ marble ha. À, em cũng bắt anh em gãy mà dằn từ lưa ngoài kia. Mình làm lấy màu American ha. Yeah. Và mình lấy màu đen. À. Ok. Quậy là lấy cục bột nó dẻo thiệt á. Cái này chắc phải xách gối theo học nè. Okay. Học cả tháng hai ba cái nó đè nhau này hả. Màu đen mình quậy vô nó có nổi không ta? Màu đen màu gì? Orange cho Halloween đó. Được. Mà orange thì nó hơi cam á. Cam. Mình nhúng cho màu đen, ok, hai cái màu đó. Ờ, ok, quậy được. Ừ. Rồi bây giờ mình đắp nó đây. Nghe không? Thì có những cái chỗ mà nó mờ, có những cái chỗ nó ấy này. Này làm dùng mỹ đen. Ok. David có về Jackson View làm show rồi. Không. Justin View ai ở đó? Em. Supply nào ở đó? Supply hả? A to Z mới mở hả? A to Z hả? Cái tục sao lại mà như mới mở thì nhiều khi kiếm ai mà mặn mặn á. Chứ mới mở. Bán cũng được lắm. A to Z hả? Yeah. Mới mở ra mà mặn được lắm hả? Cũng được. Từ vì dưới đó thì nói chung là chẳng có. Bởi vì mua đồ nó không có đồ chén. Chứ ai ở đó là mặn nhất? Chẳng ai mặn. Không vậy hả? Cứ lèo phèo lèo không phèo. Ai mặn hết này buồn đấy bởi mua đồ không có đồ để mua mà đi xa quá mà mua online thì phải thấy mặt hàng thì mới dám mua online chứ còn chưa thấy mặt hàng thì không dám mua đó thấy không đẹp quá giống như cái bàn làm nail giống như cái bàn marble của mình đó nhà đó màu đẹp thấy chưa ok
kéo xuống. Anh làm ngón pumpkin thôi, đen với pumpkin thôi. Cái nó có lên đẹp. Nè. À, vẽ cho nó gọn lại này ha. Wow. Nhưng mà cái ngón này ở dưới nó có cái màu màu cũ. Anh phải tìm cách mình che cho đi. Nó che nó đi à ha. Ô em 39B. Ngọt. Cái màu nó đẹp lắm, cái màu nó nằm trên cái màu nào cũng đẹp hết. Là bất cứ một màu nó nằm nào nên màu cái màu đây này, màu đó là cái màu để chú làm cho con. 36B. Mình nằm trên nó làm trên màu đen cũng được, làm trên màu đỏ cũng được, màu vàng, màu gì nó nằm cũng đẹp hết. Màu bột ngọt. Ừ đúng rồi, màu bột ngọt. Anh quậy đẹp quá. Ừ, thấy không? Đó, bây giờ nó là hầm bà lành hết rồi. Chứ bữa em nghe anh nói giờ nó bán bột, nó bán nguyên cặp cặp mà. Thì đó, cặp má, đây đây có cặp má. Nha. Nó có cặp của nó chứ. Thì bây giờ này, bây giờ mình lấy màu đen này ha. Mình sẽ làm chung với lấy cái màu bột ngọt nha. Đây là bột ngọt đâu. Bột ngọt là OM39B. Đây, 36. 36. Đây, 39B này, bột ngọt này. Ok. Bột ngọt đi với màu đen. Ok nha bà con, bây giờ mình sẽ lấy bột ngọt và mình làm với màu đen. Ok, cái này là muối tiêu nha. Pha với bột ngọt nha. Này, anh chị em chuẩn bị coi này, muối tiêu pha bột ngọt nha. Dạ, giờ mai làm món rồi. Nè. Không, về tháo hết chứ. Nè. Nè, vô coi muối tiêu pha bột ngọt này em đi đâu đó. Này, giờ em chờ đây. Em có đắp cái này cái gì không coi. Cái này gì cái quần lợi, quên coi quả này gì nè. 12B. Không phải. Nè. 24B. Bây giờ là màu đen là tiêu đúng không? Mình cho màu đen là tiêu đi nha. Màu đen là tiêu. Sau khi mình bỏ tiêu xong thì mình sẽ bỏ bột ngọt lên tiêu nè. Tại vì á là đói bụng rồi đâm ra cái gì cũng bột ngọt với tiêu con này. Mua hộp vịt lộn bỏ lên. Rồi để lát nữa mình gắn cái hộp vịt lộn ở giữa đi. Đúng rồi á. Màu đẹp thôi à, màu đen. Nè. Muối tiêu bột ngọt nha. Đen thui là muối tiêu nè. Chút xíu bỏ cái bột ngọt vô nữa. Có bỏ trứng nữa. Sáng đi ăn đi sáng ăn hai trái trứng nhớ lấy cái vỏ bỏ túi quần. Đem vô trong tiệm nail làm ha mấy bạn. Đẹp lắm á, chị thấy. Đây trứng trứng cút đi. Thấy design. Thấy design trứng gà chưa? Sáng sớm dậy là anh sáng là dậy nào cũng ăn hai trái xong rồi lấy cái vỏ đó bỏ túi quần đó cho Easter mình làm design đó đắp cho nó gọn lại ha, tại vì mình đắp á mình chủ yếu mình muốn làm gọn á để mình không có vỗ chứ không có gì hết á, nên ra là cái cách mình đắp nó khác với người ta. Hiếu Ngoan Viễn Võ em Thanh Tâm Củ Thi, cái màu hồng đó là số mấy vậy anh? Màu hồng nào em? Màu hồng màu hồng này hả? Màu hồng này là OM 8B. Ha. Bây giờ này. OM 4B hết thì bị lấy OM 8B. Đâu, rồi xong rồi nè. Cho nó gọn lại ha. Giờ mình cho nó chút xíu bột ngọt vào nè. Bà con chuẩn bị chưa? Ngón trỏ là cái ngón này nè em. Ngón trỏ là cái màu này là màu 12A. Đây ngón trỏ màu 12A bộ em 8B, hai cái màu alpha nó vô nó ra cái ngón trỏ này đó. Thấy chưa? Cái màu nude đây này. Ha. Rồi bây giờ này bột ngọt nè. Dạ giống nhau, dạ đúng rồi. Bột ngọt. Để em coi cái màu số mấy cái màu này. Bột ngọt này, 12A. Cái nè. Ok.
kéo xuống này mấy bạn thấy không, mình kéo nó xuống này, thấy chưa, mình cho bột ngọt nó, mình cho bột ngọt nó đè lên cái muối tiêu ha. Màu nó là số mấy đó? Bột ngọt số mấy à? Bột ngọt là ôm em 39B. Mình kéo ngay chỗ này là nhiều 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 á, để cho nó, để cho nó bớt cái đó đi. Đó, mình thả những cái thằng này ở đây. Ok. Thấy không? Cả nó xuống. Em lấy đồ em để đây, mai em ghé lấy được không? Thì em không thì có để, gì thì bỏ vô thùng á rồi để đây mai rồi trả tiền ra. Xong rồi thì là đúng rồi, còn anh sẽ giữ lại. Từ cho em phải đi hội chợ đó. Dạ không sao, thì em giữ lại sách rồi. Theo ngoài xe nó nóng. Rồi ok. Nè rồi mình bỏ cái bột lia lên đây nha mấy bạn. Chị muốn lấy section hay là con section? Không nào? Không em lấy đồ. Không, em nói sẵn đi cho tụi ấy nói, để em coi đó. Để em đi coi. Đấy, rồi em đòi gấp đi liền là tụi anh sợ sọn. Chưa đâu, mai em mới về. Đó, cho nó gọn lại ha. Thấy chưa? Thương anh ơi, Bình Đức có sản phẩm này chưa anh? Có em, Bình Đức á, Bình Đức thì em vào cái tiệm, nó tiệm gọi là Hà Nail ở bên Germany đó. Ở Hà Nail Beauty Supply là có sản phẩm này hết ở bên đó nha, Bình Đức á. Rồi. Anh có cái ly quật đó không? Ly quật nào? Ly quật mà này này, ly quật chảy này này đúng không? Có, lấy pin wire thôi, lắp đổi pin wire thôi. Nó là EMA hay gì á hả anh? Đúng rồi, nó là EMA. Bán nhỏ nhất là nửa galon hay là sao? Hay là... Nó có mấy loại á, chị muốn lấy loại nào cũng có. Nó cái loại anh xài cho cái bột này này. Là anh loại nào cũng được hả? Đây nè, xài này anh mới đưa nè. EMA thôi. EMA. Pin wire thôi. Pin wire thôi. Bữa anh cho ảnh show trên cái mạng có cái chai mà bằng nhựa mà có cái đó là của Chizor, nhưng mà Chizor không có, mình lấy xài, mình lấy cái loại nào mà nó EMA mình xài là được hết. Loại nào nó có chứa chất EMA thì nó mới dễ đắp. Nếu mà nó không có chứa chất EMA mà nó có MMA thì nó làm mau khô lắm, làm không được. Bỏ vô cái nó khô queo. Nó không có làm ombre được. Nó không có blend được vô được vậy thôi. EMA. E chữ E á. Cái chữ EMA đó là EMA. Đang sale, cái vật đó đang sale. Ừ, cái liquid. Ừ. Cái chổi anh đang làm có bán ở Hà Nail không anh? Cái chổi này hả? Anh David anh có bán luôn không em? Cái chỗ này á, bên bên Hà Nail có bán em. Bên Hà Nail có bán. Họ bán nhưng mà hiệu khác, nhưng mà hiệu anh không biết có, anh chắc không. Nhưng có hiệu khác. À, thấy nó dính tốt không? Tốt quá trời đây này. Lột luôn miếng da. Miếng da này cũng dày lắm. Anh mình mà đưa ra ngoài là mấy cô kia hốt liền, không có tha. Không có chạy. Bột này không chảy mà. Gì, ha? Xong rồi mấy chị cho anh trai em ăn nhá. Dạ 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 em anh đi ăn đi. Rồi sao nó xong rồi, nó xong rồi anh không sao? Bình thường bình thường. Cũng bộ cho em để. Ông ơi. Trầm nước sẵn rộng á. Trời mì gói mà chút pha gói khác có sao đâu mà châm nước thì. Dục lấy gói khác. Mà rồi. Làm neo show hãy chỉ nè. Một ngày 1.000 đồng ăn mì gói. Bởi ông thấy anh nôm nhom nhất. Nè không, bây giờ là mấy bạn thấy là vũ nè. Thấy không? Đó. Cái Chanel đó đẹp. Cái giống anh in xuống vậy nè. Có. Tem đó. Ngày hôm nay đã nói rồi, ai mua hai cái đó đó tặng cho một cái stem.
mình cái bột S&S mình đắp rồi mình nhắn được không anh, hay là phải bột này? Nó do hết rồi, hết, không đâu có bán mấy cái stem này. Mấy stem này đặc biệt là chỉ có đi show mới có thôi. Anh show kiểu này á, anh thấy tức phim. Mua không được, tức. Đó, mua được chứ, mua đi tặng mà. Mua thả con tép, bắt con tôm luôn. Đừng nói gì. Hết. Mấy chục năm người ta chính là muốn mua hai con dấu này thôi chứ không có mua hết. À đó. Ừ. Có bán hai dấu không vậy thôi. Không, không có bán. Thôi nếu mà muốn mua con dấu này không á thì tặng cho hai cái đó là 20 đồng. Thì bán hai con dấu này 40 rồi tặng hai cái đó. Đó, tặng hai cái đó. Cũng giống nhau thôi. Thì thay vì mua hai kia 40 tặng con dấu này thì giờ mua hai con dấu này 40 tặng được hai ngược lên hai chi rồi. Em có rồi, em mua trên leo chốt quy một cái tiền không lấy đó. Ông cho tôi anh nói không xài dục thùng rác thôi, đừng dục dục phí. Trời đục sao uổng vậy. Trời, mua mấy cái điện xài của hàng của anh là của ông trên đấy bên bên neo chết mua đóng cái chuyện xài gì vậy. Trời, khách nó đòi hỏi vô rồi sau một thời là ngưng. Ngưng à, cái gì cũng một thời thôi. Công nhận giờ làm neo phải nói khó thì chạy theo không kịp luôn. Cá trên đại dương mình biết nhiều đâu phải mình phải lựa á, nó khó lắm luôn á. Trời khó rồi, khó. Trời anh cứ nói gì anh bán supply thì dễ rồi mà làm tại vì mình chiều giết đụng vô cái dũa đụng hư à. Đụng vô cái hư áo áo đâu mới chưa mới gắn cái đầu dũa rồi đã áo rồi nhưng mà không chịu thì hết sách luôn. Ông kia chị mong làm khó vô ơi mày làm đâu cách cách kiểu vô liền vậy mà tiệm ông đồng rồi mấy cái tiệm kia nó hốt vô nó quậy giết tiệm kia mệt cái nếu mà nói ai cũng đồng ý nói như anh thì đâu có chuyện mà mất lòng đúng không? Ờ thì đó mình nói ví dụ như mình nói làm bột nhúng đi 60 đi về bên kia nó nói 60 nó làm có 25-30 đồng làm gì nói giờ. Chỗ chị lấy 60 hả? Chỗ em hả? Em lấy 40. Trời ơi, đâu phải dễ ăn tiền nó đâu trời. Trời dài vậy hả? Ngay cái chỗ này nó thiếu. 40 là em làm trên móng thiệt thôi, móng ngắn thôi. Bột ly này nó hơi mỏng này, mình phải đắp nó lên để cho nó dày lên, nó mỏng. Cắt cho em ngắn ngắn chút luôn anh. Ok, được. Thì đó, đâu phải là ai cũng nói được tiếng Anh để mà giải thích cho nó đâu. Trời ơi, nhiều người mới Việt Nam qua cái nhào vô mở cái tiệm. Trời ơi, không biết gì hết trơn, nó nói gì cũng không biết. Tới nó kể mình nghe, mình cũng thấy ngượng chứ. Nhưng mà đâu phải ai cũng giải thích được. À, một bộ ombre như vậy đó à, tệ lắm cũng phải là khoảng 60 đồng. Em ăn 65 đồng ombre rồi design hai ngón 10 đồng nữa. Đúng rồi, thì cũng được, vậy là đúng giá đó. Thì đẹp á, cái đúng giá. Đúng giá. Thì cũng tùy vùng thôi. Em làm lâu rồi. Ừ, đúng giá. Ombre là 60 là đúng giá rồi. Đến đây là coffee shape, lấy thêm 5 đồng nữa. Đúng rồi. Là coffee shape, nhím dài. Mỗi cái shape là thêm tiền. Đúng, coffee shape với ombre chị phải lấy. Lấy thêm tiền hết á. Lấy cái gì cũng phải lấy thêm tiền hết. Trời, nó vô nó cứ xách cái phone lên nó mở ra mày làm gì được không? Hỏi mày có tiền không? Bao nhiêu? Hỏi 50-60 thôi là bình thường người ta vậy. Cứ mở phone ra chỉ không à. Mà nhiều một đứa làm mà bắt chước làm, em làm nó chịu làm thì nó làm ôm ra nhiều. Mà xong ngưng giờ tới khác nữa. Lúc làm đơn ra mình lúc nào mình cũng phải tạo phong trào trong tiệm của mình. Đúng. Mình là người tạo phong trào. Mà mình sợ làm là tất nhiên là mình thua thiệt người ta rồi. Nó đi người tìm người khác thôi. Mua đồ supply phải mua nguyên một cái line luôn. Khi tìm em mua cho em mua nguyên line không vậy, mua một hai chai bột thì em mua nguyên một line nó luôn. Vậy là rất nhiều khách thích. Rồi khách nó tới nữa, em mua dễ không lắm. Em mua. Chỉ mấy người có cái màu này giống một cái đấy, sai, không có vậy đâu. Khách nó vô nó thích, em mua gì không á. Giờ bán như chuyện học. Nó tới 4 giá làm ngày một cái. 4 giá nhưng mà hôm nay với ngày mai là 2 ngày làm show là được hot 20%. Thì từ 14.95 cho tới 17.95. Nó có 4 giá. Tại vì mỗi lên nó nhiều màu, nó có nhiều màu. Nó có nhiều lắm. 210. 210. Một cái set gì đấy. Giá đặc biệt thì đó thì 20% đó.
vô tiệm nail là cứ bột acrylic là chiếu lại chân tay nước ha. Bây giờ thì trời ơi, nói cái tiệm không có chỗ để màu luôn á, chạy theo màu là mệt luôn. Trên giờ cái tường là ngày xưa ngồi ngáp không ạ. Trên cái tường là chỗ nào cũng phải đóng kệ, tiệm giờ cứ phải kệ màu, chạy theo collection nó mệt. Hello Kimberly, hello em, Tina, hello Tina. Wow, mấy cái xếp này dài gì mới đẹp ha. Nó sắc đẹp. Nó nhìn khúc bình xếp thì phải mới dài nó cũng đủ đẹp đâu. Đúng, nó dài nó mới đẹp. Ngắn nhìn nó vô duyên. Nhưng mà em dài quá. Da mình làm nail thì dài quá. Sỏ đôi ba tay vô nó tròn. Em có mua móng này, móng khúc hình xế về bán chưa khỏi. Cái này là form. Em biết. Giờ nó có xếp sẵn có luôn á không anh? Mất công khỏi nữa. Nhưng mà có cái là như vậy là nó có, nó dài quá, cũng khó lắm. Cái đó anh mua ở đâu? Thì lên Pro Nail có bán. Pro Nail ở đâu vậy? Ở trên Chicago á. Ờ vậy hả? Không, em thấy Amazon nó bán mà em sợ cái tiếp mà không biết nó dày hay nó mỏng. Nó mỏng nó dễ, nó dễ làm. Mà tiếp trong hay là tiếp bình thường? Trong có là thanh khoan đẹp không? Form này đẹp. Đây mình chút xíu rồi, nghỉ chút xíu đi. Rồi rồi, ok, sắp xong rồi, sắp xong rồi vô làm. Ốm rồi hôm qua. Oh, hello hello. Nè, sáng giờ nè, làm cái bộ này là có phần xếp này, làm form này. Ở đây đi. Sư phụ. Anh biết ông David, ông David Phạm mà có ông đó là ông gì dài đẹp không? David Phạm mà. Anh là đây được Nguyễn hả? Hoàng. Ông làm official cái ổng nhiều lắm á. Ổng design bóng dài dài được không? Cái này hôm nay anh giúp ổng mà. Cả nhà mấy người rồi. Ừ, lại. Bóng gì cũng được. Bóng nào trồ hoa kiếp á. Ừ, mà sao? Một bịch vô, một bịch mình. Chị đi tặng á. Cái dũa nó xài được không anh David? Xài được, khá tốt. Tốt. Ừ, cũng được. Anh xài mấy năm rồi? Xài cũng hơn năm. Dũa hai chiều được không? Không biết hai chiều là sao, không biết. Là dũa qua dũa lại chắc được. Chắc được. Đó, cái bên trái bằng cúc này nè, trái này nè. Phải nè, trái này. Ừ, chắc được. Em chắc thấy được. Cái chị kia chỉ dũa trên mạng mà sao chỉ dũa hai chiều luôn á. Quẹt qua quẹt lại vậy nè. Rồi qua lại là tại chị diễn giỏi cái tay của chị thôi. Không phải là quẹt một chiều vậy nha, quẹt bên này rồi quẹt qua bên kia, nó hai mặt. Ừ, có nhiều người ta đi nãy thấy anh ta. Sơn tới có nãy giờ đi uống cà phê vòng à. Cái tay mà không chưa ăn được phải không? Chưa, bây giờ sao anh vô danh giờ này không có cái dũa mà mình đâu có là có dũa ngược lại được. Mấy có người đi muốn đi đi à, có đi qua đi lại, đi qua đi lại nghe nói có đo cái tay người ta tự đi. Không, anh thấy không, anh gì chứ em hả? Chứ cái máy mỗi lần chị phải tắt sao, chị phải tắt cái này có đi nữa. Ồ, cái ông này đi ra giỏi lắm. Ông này có đâu ông nào đâu anh? Ông David ông design nhưng mà nghe nói hình như là có ông lấy mẫu của người khác á. David gì? Hay lắm, đi show ông làm hay. David Trần. Có thấy đi show chưa? Có thấy chưa? Đi Orlando với bên Las Vegas đi nhổng à. Có thấy chưa? Có thấy làm luôn. Làm rất là đẹp, cũng làm hay lắm được lắm. Cái móng ổng làm nè, dài lắm mình ơi. Ổng làm. Mấy cái móng ổng làm không ai làm được đâu. Cái này tự ổng làm mấy anh khác, những cái móng ổng làm cái này nhiều cái máy, nhiều cái khó làm lắm. Ổng có làm. Ổng bỏ phong à. Màu gì cơ? Màu đậm mà của fan nó thường ta làm đậm ở trên này màu sạch đậm. OM8B hay là OM4B, hai cái màu đó cũng được. Hay là OM14 cũng được. Chứ nó có mấy cái màu đó là đẹp. Nó có khoảng 6-7 màu á. Nó còn khoảng 6-7 đậm. Sao mình chưa thấy bà ông bao giờ ta? Chưa bao giờ thấy. Hồi xưa thì có nghe một thời gian nghe tên ổng.
rồi nghe nói là rồi nghe nói ông lấy mẫu của người khác chứ không phải mẫu của ông, không rồi không biết sao đó mà không hiểu, nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt ông lần nào mà chưa bao giờ thấy làm luôn, chưa bao giờ thấy ông làm lần nào luôn. Thôi rồi không làm đó hả? Ờ vậy hả, cái đó làm bằng gì vậy anh? Bỏ vô cái form này nè, bỏ vô cái tính anh đi đi show giống rồi. Ờ vậy ha, ờ vậy à, vậy là mình chưa bao giờ gặp ông qua. Kinh khủng vậy trời. Ai mà làm nó độc quá ha. Ai mà đeo nó. Wow. Đâu nó cái đó là nghệ thuật mà đâu có nói được. Có nhiều người này thích cái này, người thích cái kia chứ. Cái đó cho mấy người diễn viên. Có nhiều người ta thích như mấy con kiểu đeo này xong bữa nay về ở không không làm. Về gãi lưng luôn. Cho chồng được. Này móc mắt cái chứ. Khỏi rửa tay chị chưa hết, như con cũng được hết. Nè thấy không? Nè anh chùi xong anh mới bỏ ấy. Phải không anh? Ừ, chùi xong anh bỏ treo lên thôi. Khỏi rửa tay chứ gì, khách rửa tay, khỏi rửa chùi này cũng được. Bỏ cái treo lên là xong. Anh sẽ treo gì vậy anh đây Bình? Treo gì cũng được, treo nó có nhiều loại treo khác nhau. Của treo xì hay của gì? Hả? Ờ, của treo chi treo không, chi xì. Mày phải không? Ừ, đẹp đúng. Chi treo hả? Ừ, chi treo. Cái neo đẹp hả? Đây có bán không anh? Cái gì? Cho treo đó. Cho treo đó ở đây chưa có đâu. Chưa có. Bây giờ nhưng mà mình lấy treo khác mình xài cũng treo được. Treo khác cũng được. Ừ. Nó có nhiều chai treo khác nhau, lấy treo khác mình làm được. Vậy mình mua cho miếng đó với lại cho cái gì là Chanel phải không? Mua hai miếng kia kìa, hai miếng xem cho mình. Cho hai miếng, mua hai miếng mới cho hả? Dạ, hai miếng. Mua hai miếng cho. Ông làm chân mày hả? Ông làm cũng giỏi, ngắn ông mày làm giỏi nhưng mà cũng. Ủa vậy ta? Ờ tại sao? Trong mình đi show mà chưa thấy ảnh lần nào. Rồi lúc đông quá, sầu lớn thấy mồ hôi, giờ lên đồ lớn thấy mồ. Rồi vậy hả? Đâu gặp được đâu, thì anh đi. Rồi anh đi lên đồ làm show. Ừ. Mỗi năm đi đó cũng vui lắm. Năm mình cũng năm có đi ở lên đồ mà phải không? Năm rồi có đi không? Năm rồi hả? Năm rồi em có đi, em chích được không? Là dạy ở đó hả? Dạy về lớp gì vậy? Em có nghĩ đâu, em đi theo cho vui không? Nhưng mà cho có đi công ty nào không? Không, xưa lâu em có đi hãng có Creative, đi cho treo Creative của ông Michael. Nhưng mà em đi ấy, em đi xong em đi chỉ đứng đó. Tiệm anh ở đâu? Tiệm em hả? Trên cấp đời 2 chị nhé. Ờ, ở đây luôn hả? Chẳng ngàn đẹp. Đi Việt làm show không anh? Đi Việt có tiệm không? Có tiệm. Có tiệm nhưng mà... Ở đâu? Ở dưới Orlando. Ủa anh đi Việt farm Orlando hả? Đúng rồi. Ồ vậy à? Em đi xuống Orlando gần hơn rồi đi lên đây. Đi lên đây tới 5 tiếng. Rồi tháng 6 nó mới có, nên show đầu tháng 6 nên là cũng đầu tháng 6 mới có. Đúng rồi. Nhưng mà tháng 6 thì ở là... Đâu nó là convention. Convention lớn lắm. Nó là cái international nail show mà. Ồ vậy hả? International nail show. Thường đi đó bao nhiêu một vé? 70, 80. Chứ khi mình tên đi thì chị bé chị bút 100 đồng trở lại. Mình lên mạng mình coi hả? Lên trên cái... Lên mạng chị sớ, nó có bán vé trước. Tháng 6. Năm nào cũng vô tháng 6 hả? Đầu tháng 6 là đủ thứ nail trong cái đó hả? Cái gì cũng có hết đó. Nail, tóc, facial, massage, cái gì cũng có hết. Nó về ngành beauty đã nằm trong đó hết. Nó in cái international. Gặp đủ cái người. Nó lớn bằng Vegas không hay là... Lớn à, cái là chơi mấy người nail, còn Las Vegas là chị đi tới... Tóc nhiều không? Las Vegas. Nó có cái đi trên crew nữa đó anh Hoàng, cái đi đó này kia nè. À không, không, crew không đi. Crew của anh thợ của có mấy đứa nó cũng quen, không đi. Cái marble này đẹp quá anh đi mà. Cái marble trắng đen này ha. Nhìn nó hay. Giờ ra nhiều mình chạy không kịp đâu, mình phải chạy theo nó mệt quá. Không, thì sự ra như vậy này, cái sản phẩm này nó có ở đây rồi. Mình nó chỉ là thay đổi cách làm thôi. Thay đổi cách làm thôi. Chứ sản phẩm thì mình có hết rồi. Sản phẩm thì mình có hết rồi, mình chỉ thay đổi cách làm thôi. Không thấy anh ơi, ok biết ngay rồi. Nãy giờ cái đè nó tới ngoài này là không thấy là phải rồi. Lo nói rồi. Ở trên cái mũi không thấy làm sao? Ảnh đâu người ta thấy cái phone đánh dơ thôi. Cái phone đánh la lai mà. Cái treo này hơn mấy phút anh? 1 phút, 2 phút? 45 giây. Ồ vậy thôi hả? Dạ. Nhưng mình đâu có hơn. Sao nhiều lần hả? Một. Chai keo này cũng bê đát quá.
bắn hết rồi, cũ hết rồi, sắp hư rồi. Chơi khác đi. Hết chai rồi. Không làm cái móng bàn tay hết chơi treo rồi. Không có hiểu treo xe. Đó, rồi, đưa cái bóng đèn này vô. Tay làm mẫu này nhăn quá, thấy ghê á. Chụp hình nữa, mà tay này cũng vậy. 45 giây. Lấy vô lại, lấy ra. À. Vô lại. Cái liền đi nó nóng đã, cái tay con nó nóng quá nên chịu không nổi nữa, nó giật mình lên cái. Đúng rồi, anh cho coi bàn tay thôi. Cho bóng tay thôi. Không, đây này coi tay anh này, tay anh đẹp không? Mấy em muốn coi model. Tay này gọi là tay cù bắp. Tay của anh này tay model đó, tay anh làm model dữ lắm, mấy em muốn coi cho coi. Bốn đi năm giây xong rồi, lấy nó ra, bây giờ mới cho coi tay thiệt này ha. Keo này không cần chùi thôi. Không cần chùi, nhưng mà mình sẽ bỏ chút xíu dầu vô cho nó bóng, mình chụp tấm hình cho nó đẹp ha. Nè, nó khô rồi đó ha, mấy bạn thấy không? Cái ma bò này ha. Chai treo thì bây giờ mình mới lấy chai treo khác. Hello em. Mua lấy chai treo khác. Chi-xeo. Muốn ủng hộ chi-xeo phải không? Muốn chi-xeo không thôi đúng không? Rồi. Lấy chai làm ghi chữ cho. Mấy hiệu kia thì xài đầy rồi. Muốn thử cái tên vô. Có cần ký tên luôn không? Cần dây treo đâu, cần anh phải ký, em ký rồi. Rồi bây giờ mình chùi alcohol xong rồi mình cho mấy bạn thấy, mình chụp hình là mình sẽ đi ăn lunch ha. Rồi chút xíu mình sẽ trở lại, mình làm live tiếp. Mình sẽ làm nhưng mà anh coi cái móng đừng coi da. Mình sẽ làm live tiếp và mình sẽ làm mà những mình sẽ làm cái mình sẽ làm tiếp tục một chút xíu, mình trở lại mình sẽ làm sculpture. Mấy tiếng mới trở lại. Anh trong vòng người to con như vậy anh khoảng chừng 15 phút là xong rồi. Tô mì gói mà ăn lâu quá. Người to con anh thì 15 phút là xong rồi. Ok, để tay vậy. Dạ. Anh mày đợi con tí. Muốn cái này không? Mua đi để mấy đồng à, cái đó hả? Cái đó 10 đồng cái. Làm ra được vậy hay là tự động mình trang trí thêm? Nó làm ra được chứ, mình sẽ chỉ cách làm. Đâu rồi, mày đưa coi. Ok thôi mấy bạn ha, mấy bạn thấy này, bây giờ cái bàn tay này mình mới làm xong nha. Mình làm bằng form nha. Tại vì tay này lúc nãy bước vô đó là đã có bột sẵn rồi. Mình phá bột xuống, mà mình phá xuống, mình không phá hết nha, mình phá bột xuống khoảng chừng 80%, 85%. Còn lại một xíu bột ở trên mặt và mình mới bỏ form lên, mình gắn, mình sẽ nó ra. Mình làm ra giống như vậy. Rồi. Anh ơi để lâu cho ôm vừa ăn với. Gì? Để lâu cho em chưa ăn với. Trời ơi, nó tiếng anh biết tiếng Việt mà tiếng Việt anh thì là hơi giỏi. Gặp em đánh không có dấu thì anh đọc không ra luôn. Ok thôi vậy nha. Chào mấy bạn. Hẹn mấy bạn lại khoảng chừng 15 phút đồng hồ sau. Bye bye.